chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ơn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, noi đàn rồi khắp chúng ni. Hồ Bích Thà Giá. À, dài ạ. Samu Nam Mô Arahato Samma Nam Mô Tassa Arahato Kính thưa chị, nghe tiếng nhân Dạ, tụi con nghe giọng ngài rất là rõ ạ. Dạ thưa, con kính mời chư vị có thể đặt, nếu vị nào có muốn cầm mic có thể dịch, và vị nào có muốn nguyên như câu hỏi thì quý vị có thể chat lên trên màn hình. Dạ thời gian các cô chú anh xin phép lo đặt một câu hỏi với ngài là trong thời gian gần đây thì tụi con có học qua một đoạn kinh thưa ngài, gọi là về cái sangha chấp. Thứ nhất là tham chấp, thứ hai sân chấp, thứ ba si chấp, thứ tư mạn chấp, và thứ năm là, rồi có một cái đoạn kinh nữa Đức Phật nói về cái bốn tứ thủ. Về chấp được
đôi khi đó mình không là người phạm nhân, không có thần thông, không có gì đó, cái mình tưởng tượng ra nhiều quá, cái mình nói ở 49 ngày hay nhiều nhiều đó, chứ thực sự ra không có 49 ngày đâu, đi liền tùy theo cảnh giới của mình mà thôi. Nam mô Bổn Sư á. Nam mô Bổn Thầy Giá, dạ nguyên như xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ con thấy đạo tràng hôm nay yên ắng quá. Mọi người có thể đặt câu hỏi lên để nguyên như có thể đặt hoặc là đặt câu hỏi cho chư vị, hoặc là quý vị có thể giơ bàn tay trực tiếp của mình để mà trả lời câu, để mà có thể đặt câu hỏi thẳng với ngài ạ. Dạ thời gian chúng ta có khoảng cũng ít lắm, con nghĩ là 1 tiếng rưỡi cơ hay là 2 tiếng thôi, không có nhiều. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng, dạ con có một cái câu hỏi của đạo hữu Parijati. Bạch ngài, một người chuyên tâm học vi diệu pháp như vậy có đủ không hay phải học thêm tạng kinh nữa thưa ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn mẹ, dạ kính thưa chư quý vị. Mình học gì về pháp để mình hiểu tầng luật tầng kinh, chẳng phải học gì về pháp rồi không là đủ. Vậy là nhớ chuyện đó, trong cửu phần giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, thì vi di về pháp là gọi là phá gia cà rana, tức là nếu mình dịch chữ phá gia cà rana, nếu mình dịch theo danh từ thông thường mình gọi là gian phạm đó, tức là mình học cái môn mà di pháp đó để mình hiểu luật tạng và hiểu kinh tạng. Thành ra một người mà được gọi là cận sinh nam cận sinh nữ hay là chư tăng đó, thì là chư tăng có ba chuyện, cận sinh nam cận nữ cũng có ba chuyện. Chư tăng có ba chuyện là học hành, tức là học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Còn cận sinh nam cận nữ cũng có ba chuyện là học pháp, hành pháp và hộ pháp đó. Thành ra bây giờ mà mình học pháp là mình học cái gì? Nếu học gì pháp không thì mình không 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 thể hành được, mà cũng không thể hộ được, hộ pháp được. Bởi vì hộ pháp là phải biết nhiều chuyện lắm, chứ không phải là chỉ biết là tâm như thế nào, tâm trở như thế nào ha. Mình học tâm như thế nào để mình hiểu những cái câu mà của tăng luật hay tạng kinh mà thôi, chứ không phải học như vậy là đủ, không có đủ vậy đó. Đó. Nhưng mà hỏi như thế nào là đủ? À, khi mà mình đọc một cái câu mà về giới bổn hay là một cái câu nào đó trong tạng kinh mà mình có khả năng mình dùng cái những điều mình học trong gì pháp để mình hiểu nó là cái gì, cái phần nào để chế định, phần nào là thực tánh pháp, thì lúc đó mình mới có thể là gọi là đủ đủ để mình có thể mình hành được và mình dẫn mình đi ra khỏi cái khổ đau được. Chứ còn không, nếu mình học gì pháp không thì thường thường là bởi vì đọc tạng luật cũng không hiểu, đọc tạng gì pháp cũng không có hiểu, đọc tạng kinh cũng không có hiểu, mà không hiểu thì làm sao gọi là đủ được ha. Bởi vì Đức Phật dạy cả ba rằng, và nói theo cái danh từ thông thường là giới định tuệ đó, thì ba cái giới đó, giới thượng nằm trong ấy, còn định cũng vậy, nằm trong thường là những cái bài kinh mà liên quan tới tạng kinh, còn tuệ đó làm nó nằm cả ba chứ không phải là một, ngang cả kinh luật với gì pháp luôn. Nhưng mà mình học cái đó để mình hiểu hiểu cái gì, cái câu ngài nói như vậy đó, thì cái nghĩa thật sự nó vừa theo thực tính pháp nó là cái gì. Ví dụ như nó là sát sanh, thì thường thường trong tạng luật thì sát sanh hoặc thêm nhiều lắm, hoặc là học thêm tạng kinh thì anh biết sát sanh nó có bao nhiêu chi, nhưng mà bao nhiêu chi đó hỏi giết là giết cái gì, mình nhớ chuyện đó. Thì người nào học gì pháp mới hiểu giết là giết cái gì. Bây giờ cái thân này nó có hai phần, danh và sắc, tức là phần tâm và phần nghĩa là phần thân và phần tâm đó. Thì bây giờ đó, hay nói danh sắc đó, thì cái danh nó gồm có tâm với tâm sở, trong một cái búng tay tâm với tâm đó, sẽ hàng ngàn tỷ lần vậy đó. Thì bây giờ hỏi mình viết có khả năng mình viết cái danh pháp được không? Không có khả năng. Vậy thì còn mình gọi viết cái gì?
ngay cái sắc pháp như vậy, nó chỉ sanh diệt chậm hơn danh đó 17 lần mà thôi. Nhưng mà trong cái búng tay thì nó cũng cả nhiều lắm chứ không phải ít. Nhưng mà mình học tạng luật mình thấy vậy, nhưng mà trong tạng kinh thì mình cũng thấy những cái chi pháp vậy thôi. Nhưng mà học chi pháp mà mình hiểu hiểu như thế nào là khi mình ta gọi là giết đó, tức là mình làm cho cái sắc mà nó bảo toàn mạng sống của mình đó, gọi là sắc mạng quyền đó, nó mất năng lực, nghĩa là nó không thể sanh diệt, tức là mình làm cho nó, nếu nói theo danh từ thông thường là làm cho nó bị thương á, thì từ từ nó sẽ mất năng lực. Mà khi nó mất năng lực á thì những cái danh nó không có nơi chỗ nương thì nó cũng mất năng lực theo, thì chỗ chúng sanh nó gọi là chết, là mình giết về nó, giết là giết như vậy chứ không phải là mình nói ôi cái đó người đó mình giết người, thật sự người nó không có khả năng giết đâu, bởi vì nó là chế định pháp chứ không phải là thực tánh pháp. Nên là học gì pháp là để hiểu hiểu như vậy, hiểu cho rõ ràng để mình mới có thể mình biết được cái thân tâm này như thế nào, thì nó mình có thể dựa vào đó để mình hành theo pháp mà Đức Phật dạy. Nam mô Bổn Sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con đã thấy đạo hữu Bá Đí Giá Tý và có tri ân ngài rồi bạch ngài. Dạ sa thú lời dạy của ngài. Dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị có thể đăng câu hỏi lên để Nguyên Như đọc giống như là đạo hữu Bá Đí Giá Tý, hoặc là chư vị có thể cầm mic để hỏi với ngài trực tiếp ạ. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng đặt câu hỏi, con xin hỏi ngài một cái câu nữa là trong cái kho tàng pháp học con thấy được một cái chỗ cũng hay là họ chia ra chư thiên thì có ba hạng đó bạch ngài, là chư thiên định danh chẳng hạn như là vua chúa là thiên tử, rồi thứ hai đó là chư thiên hóa sanh thì họ gọi là Ú Bá Bách Tý Đê Quá, còn một cái hạng thứ ba nữa là chư thiên thanh tịnh thì gọi là Quý Xuất Thí Đê Quá, tức là chỉ cho những cái bậc A-la-hán. Thì những cái đó là có trong kinh tạng hay không bạch ngài? Tự vì con thấy cô cũng có nhiều vị nói là cái này hoàn toàn không có trong kinh điển Pali, mà như vậy là cái nguồn này từ đâu vậy bạch ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ kinh Bạch Chư Tôn này, dạ kinh thưa chư vị, chư thiện ba hàng này có trong kinh tạng, kinh Pali đàng hoàng chứ không phải là không có đó. Bởi vì dựa vào một số điều kiện vào thời xưa hoặc thời nay đó, có những người ta kính trọng, nghĩa là nhưng mà họ vẫn là phàm nhân, nhưng mà họ có quyền thấy, ví dụ vua chúa này kia thì người ta dùng cái danh từ mà đề quá để người ta gọi đó. Hoặc là cái hạng thứ hai nữa là nó có những cái điều kiện khác thì người ta cũng dùng một cái loại danh từ khác. Cái thứ ba đó nên là người ta dựa vào cái sự trong sạch nên người ta gọi gì đó một danh từ khác. Thì cái gì mà hoàn toàn trong sạch đó là Bà Thí Sụt Thí cũng gọi là đề quá, thí dụ như vua chúa hay là những cái gì mà trong hoàng gia là được ấy là ha. Còn cái người thứ ba rất là mình được bao nhiêu cái thiện pháp vậy, khi mình sanh lên ở cái cõi tứ đại thiên dương rồi rẽ lên thì gọi là cái đó là chư thiên tứ thiệt đề quá đó. Thành ra cái đó có trong kinh đàng hoàng chứ không phải ấy. Những cái điều đó thì Đức Phật chỉ dùng đó để giải thích cho chư tăng hay là cận sinh đoàn tử biết tại sao mình ở đời nên ta còn có những cái sự phân biệt chư thiên như vậy, thì ngài cũng mới chia sẻ cho mình hiểu vậy. Nam mô Bổn Sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ Nguyên Như trong thời gian chờ đợi có đặt một câu hỏi nữa cho ngài bạch ngài, là khi mà tụi con học tới cái lợi ích của sự học về vi diệu pháp thì có nói tới một chỗ là tứ vô ngại giải, là pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải, tứ vô ngại giải và biện vô ngại giải. Thì khi xin ngài giải thích là khi tụi con học cái này á thì nó kích thích cái não của chúng con để cho chúng con được giỏi lên, hay là tự vì nhân duyên nó đạt đến, hay là tự vì tụi con có đủ phước
mà tạo thành cái tứ vô ngại giải bạch ngài, và con xin dâng nước lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra những cái giải thích mà liên quan tới mấy cái đó thường nằm trong chú giải. Tại vì Đức Phật thì ngài chỉ nói là tam minh lục thông hay là tứ vô ngại giải thôi, chứ ngài không có nói thì theo cái chú giải cái đoạn nào hoặc là chú giải cái loại nào. Thành ra người ta chia, chúng tôi hồi học có thấy có nhiều chỗ nói khác nhau. Ví dụ họ nói là tại sao mà đắc tam minh thì họ nói người đó giữ giới trong sạch, hay là hồi thời xưa đó thì nghĩa là học tam tạng rất giỏi về tạng luật chẳng hạn. Cái thứ hai nữa là lục thông thì người đó nói theo pháp học thì họ rất giỏi về kinh tạng, còn nói theo cái ấy đó thì họ giữ, nghĩa là giống như là người mà hành về thiền chỉ đó, cái định rất là có năng lực. Và cái thứ ba đó là tứ vô ngại giải, là thì sao là chỉ cho trí tuệ. Thì thường trí tuệ đó nếu mà nói qua về pháp học đó, thì người đó nhiều đại kép học về diệu pháp, còn nếu mà nói về cái đời sống thông thường đó thì cái người đó nghĩa làm gì cũng chủ trương cái trí tuệ là số 1 hiểu vậy đó. Thành ra họ mới chia, tức là nếu mà nói theo pháp học trong tam tạng thì gọi là gì đó rất giỏi về tạng về diệu pháp, thì họ cái chia vậy. Thành ra mình cũng về bây giờ tại sao mà chia tam minh đấy rồi, rồi họ cũng dùng cái đó để họ chia, họ giải thích tại sao cái vị đó là đắc animitta nibbana và apanihita gì đó ông sầm đó, tức là niết bàn cũng có ba loại, thì cũng dựa vào pháp học, pháp hành và pháp thành là như vậy. Rồi dựa cái gì thôi cũng chia chia thôi, nhưng mà đa số chị thấy ở trong chú giải, bởi vì cái người tứ vô ngại giải đa số những cái vị mà thánh tăng hồi xưa mà được gọi là tứ vô ngại giải là vì là đó là trí tuệ rất là xuất sắc, trí tuệ rất xuất sắc. Bởi vì tứ vô nghĩa là nhân biết, nhân biết quả, rồi bà thị sống với tha, tức là nghĩa là có cái miệng nó nhanh lắm, đối đáp nó ấy rồi kia ông sùng đó, có bốn chuyện vậy đó. Thành ra mà cái bốn chuyện đó là khởi đầu là người phải có trí tuệ ghê lắm mới nghe xong rồi mới đắc theo cái kiểu đó mà thôi. Còn đa số là nếu không có trí tuệ, có trí tuệ thì cũng thứ thiệt mới đắc được chứ, nhưng mà yếu năng lực hơn mấy cái khác thì có thể là người ta không gọi là tứ vô ngại giải mà ta gọi là lục thông hay tam minh hay là gì đó. Đó là những cái chuyện mà được chia và thấy ở trong chú giải. Còn còn cái danh từ đó ba, cái danh từ tam minh lục thông tứ vô giải thì cái đó là có Đức Phật có nói, nhưng mà còn giải thích để hiểu tại sao mình đạt tới cái đó thì thường người ta mô tả cái nhân là vậy đó. Nhân của người giỏi về luật, giỏi về kinh tạng và giỏi về diệu pháp, hoặc là nhân của cái người mà giữ giới trong sạch, người thì cái định có năng lực, người thì tệ là xuất sắc, ví dụ vậy. Thì mới có chuyện chia ba 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 đi vậy. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, Nguyên Như xin kính tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, thời hôm nay con thấy đạo tràng im ắng quá, không có ai đặt câu hỏi gì hết. Dạ, như tại Nguyên Như xin kính đặt một câu hỏi tiếp cho Ngài. Dạ, bạch Ngài, nếu mà Nguyên Như nghe có nhiều vị nói là khi mà mình thiền á, mình không có được dạy qua phone, qua online, tự vì cái này là cái pháp hành, mình phải tới cái một cái thiền viện, mình phải có lại một vị sư phụ để mà người ta dạy mình thiền. Nhưng mà con cũng được biết á, là khi mà pháp hành á, nó cũng có cái pháp học của pháp hành nữa bạch Ngài. Như vậy thì một vị sư cũng có thể mà đăng đàn để dạy về cái pháp học phải không Ngài? Chứ đâu có phải cần phải dạy thiền đâu, giống như là mình dạy cái tâm phải dọn dẹp làm sao trước khi mình đi tu thiền, hoặc là cách ngồi thiền như thế nào thì mình vẫn được học, chứ đâu phải là cái đó đâu phải là dạy thực hành đâu phải không bạch Ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho Ngài ạ.
Nam mô Bố Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kính Thưa Chư Quý Vị Chư Sịt Khả, mình gọi là pháp học đó. Nó có thể bốn bốn năm trì chẳng phải không, tức là nghe, hỏi, hiểu, nhớ và hành. Thành ra tại vì mình chia ra pháp học, pháp hành, rồi mình nói pháp học là nhân, pháp hành và hành nhân, pháp thành, thì chia vậy nó cũng đúng. Nhưng mà thật sự đúng ra thì pháp học, pháp hành nó nằm một chỗ. Bởi vì pháp hành đó, nó là cái công việc làm của cái đầu của mình đó. Thành ra cái đầu nó muốn làm việc được thì cái miệng mới hỏi, hỏi cái lỗ tai mới nghe, hỏi nghe hiểu nhớ, dùng cái đầu nhớ rồi quán xét theo cái sự nhớ của mình, đó là pháp hành. Thành ra cái pháp học hành nó nằm một chỗ cho nó không có ấy. Nhưng mà thường thường đó là nếu mình nói thì cái kiểu đó thì thật sự là chỉ có những hạng mà được gọi thứ thiệt á, chúng sanh có bốn hạng đó, ông có tỷ tình nhu quyết chỉ tình nhu đó, nhân này giá rồi bà đã bà đã má đó, nhân bốn hạng. Thì cái hạng đầu tiên đó thấy rõ ràng là pháp hoạt học chứ hoàn nó nằm ở chỗ rồi. Ví dụ như ngài Sở Lục Tạng nghe ăn câu rồi, ngồi vài phút thôi, ngài dùng cái đầu ngài nghiền ngẫm cái điều mà ngài A Sa Chí nói đó, nhân là ngài đắc liền, chứ không cần phải ngồi thì kiết già lưng thẳng người này kia, ông giờ không có đâu. Nhân hay là ngày ba giá vậy đó, ngày theo Đức Phật ngày vừa mệt giải nhưng mà ngày hỏi thì nghe ăn câu là ngài cũng có khả năng quan sát để thấy cái thực tánh pháp để đưa tới đạo quả như thường. Còn mình đó, tại vì mình học mình không hiểu phải lặp đi lặp lại, thành ra cái học của mình đó, nó nằm ở cái phương diện nghe hỏi nhiều hơn, nhiều hơn là nhớ, mà nghe hỏi hiểu nhớ rồi mới hành được chứ còn không sao hành. Thấy không? Thành ra mình mới chia ra pháp học, pháp hành với pháp thành, thật sự nó nằm một chỗ thôi. Thành ra khi nào mà mình học nhiều mà mình không hành á, vì Đức Phật cũng gọi là mô khá bù ri xạ tức như thường, tức là người trống rỗng đó. Có ngày thời tại Đức Phật là có cái vị là bồ thí lá thí cụ đó, những thuộc lòng tam tạng pháp sư tứ thiệt đó, nghĩa là thuộc lòng thuộc hết, nhưng mà tiên quan lo đi dạy người khác không à, chứ còn không có hạ thủ công phu để thấy rõ nó như thế nào. Bởi vì cái pháp học của mình học mình chỉ nhớ và hiểu qua chế định thôi, và khi nào mình dùng cái đầu mình để quan sát là mình mới thấy được cái thực tính pháp nè. Chứ còn mà bây giờ mình chỉ không có phân biệt được thực tính pháp với chế định pháp thì là mình có hành thiện chỉ thôi, chứ còn hành thiện minh sát không có được. Hành tướng sát làm sao cũng phải dẫn tới cái thực tinh pháp đó, không? Nhưng mà tại vì mình đọc kinh đó, mình đọc kinh mà không để ý rồi mình không hiểu nhiều rồi mình mới mới dựa theo cái sự suy nghĩ mình mới đặt ra những cái điều như vậy. Chứ thực sự ra đó, quý vị coi thực tinh pháp đi, không có chỗ nào là hơi thở mà mình thở vô dài biết, thở vô dài thở ra ngắn biết, thở ra ngắn là nó đó là thiền minh sát, xin thưa không có phải. Trong thiền minh sát không có chỗ nào là thở dài thở ngắn, cũng không có chỗ nào thở chậm hay bước bước cái chậm dở chân là kem sòm nặng nhẹ gì, cái đó không có đó. Nhưng mình tôi dùng để diễn tả cái trạng thái của chất gió, hoặc là trạng thái của chất đất, hoặc trạng thái của lửa thôi. Nhưng mà khi mà diễn tả vậy đó, cái mình đem cái đó ra nó hành là phải như vậy, thành ra mình hành hoài nó không có kết quả là vậy. Đó là lý do tại sao phải cần cái vị thiền sư, là sao mình học xong rồi đó thì khi mà mình vô đó thì cái vị đó đó mới dùng cái kinh nghiệm của vị đó để truyền dạy một số vấn đề, rồi mình dựa vào cái kinh nghiệm vị đó cùng những cái sự hiểu biết của mình đó, để mình thành một cái chuyện mà gọi là quán xét, quán tưởng hay là hành hay là gì đó, pháp hành thiền định dần chỉ gì đó. Chứ còn thật sự ra khi mà vô hạ thủ công phu là nó không giống như được diễn tả vậy. Bởi vì quý vị nên nhớ một điều đó,
quý vị có cái bản đồ dẫn đi lạc như thường. Ông thầy ông dạy quý vị giống như ông đưa quý vị cái bản đồ. Thay vì quý vị nhìn trong bản đồ rồi quý vị đi leo núi leo đảo gì ấy, này vô quý vị đem cái bản đồ về nhà quý vị trải ra quý vị đi trên cái bản đồ đó, thành ra cũng giống vậy đó. Thành ra mình không phân biệt được pháp học pháp hành là cái chỗ nào là vậy đó. Thành ra cái chuyện mà pháp học hành là nằm một chỗ thôi, nhưng mà cần phải có thầy trong thời gian đầu, tại vì mình phải cần phải có một số cái kinh nghiệm để coi cái đó là cái gì. Chứ còn nếu không á, mình không có thiền sư tư thiện mà chỉ đó, mình hít hết hơi mình nói mình thở vô dài, biết thở vô dài thở ra ngắn, từ thở ra ngắn từ sáng tới chiều chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì không thể nào đi tới cái thực tinh pháp được cả. Nam mô với thầy á. Nam mô Bích Thầy Giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, con xin mời đạo tràng. Dạ, thời gian của chúng ta hôm nay cũng không còn nhiều. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Đạo Hữu Thính Pháp Ba. Bạch Ngài, tâm nhãn thức khác với tâm quán sát và tâm đoán định trong lộ trình tâm khác nhau như thế nào? Thưa sư, dạ con xin dâng bút lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiện Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Tâm nó chỉ có một thôi, nhưng mà tùy theo nhiệm vụ nó, thành ra nó có cái tên nó gọi khác như vậy đó. Nó khác nhau chứ nó không nghe mọi khác nhau chỗ nào. Thì phương diện thực tinh pháp tâm chỉ có một, nhưng mà nó khác nhau rất giống như ngoài đời đó. Ông Nguyễn Văn A ông đi lính, ông hoàn loạn tướng, thì khi ông ra đơn vị thì người ta kêu ông loạn tướng. Ông về nhà đó thì bà vợ ông ra, thì bà vợ kêu ông anh, ông kêu bà vợ ông em, đó là vợ chồng nhau. Nhưng đối với mấy đứa con á thì ông là cha, nghe không, mấy đứa con là con ông. Thành ra nếu mình không phân biệt được cái đó đó thì ông tướng ông ở ngoài người ta kêu ông tướng, thì chuyện về nhà bà vợ ông kêu ông tướng, đứa con cũng kêu ông tướng thì là tiêu luôn. Tại ra nó khác nhau là tùy theo cái nhiệm vụ nó làm trong cái kích trạ la lắc hành hạ của danh sắc đó. Quý vị đọc quý vị sẽ thấy tâm nó chỉ có một thôi, nhưng nó nằm ở chỗ nào đó thì nó có tên gì, nằm chỗ nào đó là nó có tên gì. Nhưng mà thật sự ra nếu mà giống như chúng tôi thí dụ thì chỉ là một người mà thôi, nhưng người có lúc là được kêu là tướng, có người lúc được kêu là anh, có người lúc được kêu là cha, lúc được kêu bố ông nội vậy. Cái đó là do cái nhiệm vụ của cái chức năng của cái ông đó trong xã hội, thì tâm cũng vậy, nó ở chỗ nào thì nó có cái tên đó. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, chúng con xin tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, bạch Ngài, trong thời gian chờ đạo tràng, con có một câu hỏi bạch Ngài. Khi mà mình học như dự pháp, thì con biết cái môn này thì chỉ có bậc thánh nhân mới có thể nghĩ ra toàn vẹn một cái chương trình học như vậy. Nhưng mà có nhiều vị lại có câu hỏi với Nguyên Như á, là làm sao mà mình biết những cái chuyện này là có thật để mà mình học? Nếu mà mình cứ tin mù quáng như vậy thì có phải là cũng giống như là đạo của Chúa Giêsu của Đức Mẹ Maria hay không? Thì thực sự con không biết trả lời câu hỏi này như làm sao bạch Ngài. Xin Ngài có thể chỉ dạy cho chúng con bạch Ngài. Con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kính Bạch Chư Tôn Hiện Dạ Kính Thưa Chư Quý Vị. Cái câu đầu tiên tất cả mọi người chúng ta đều phải nhớ là Đức Phật dạy đó, trong bài kinh cuối cùng đó, tức là trong cái đời khoảng cuối của đời của Ngài đó, những pháp nào ta đã chế định, những pháp nào ta đã dạy cho các người, những luật nào ta đã chế định cho các người, pháp và luật ấy là thầy của các người. Thì 84.000, mình nói 84.000 bài pháp đó, theo lời Ngài Ananda thì có 82.000 bài là của Đức Phật, do chính Ngài Ananda nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn. 2.000 bài pháp khác thì nghe từ các bậc đồng âm hạnh, tức là các vị như là Ngài Sariputta hay là Ngài Cách Chay Chánh Đá, là Ngài Kim Sùng ha. Thì những cái đó là lời của Đức Phật, nhưng mà rất tiếc khi mà Đức Phật dạy thì dạy cho những cái người cỡ Ngài Sariputta, những người mà trí tuệ siêu đẳng.
thành ra mình đọc mình không hiểu đó, mình không hiểu là những cái vị mà người ta lão thông tâm tạng, người ta mới nghĩ ra những cái gọi là chú giải, sơ giải thì giải thích, ví dụ như là cái Nguyên Thắng Pháp Tập Biểu Luận là chú giải, thì mỗi khi mình đọc xong á, chú giải đọc cũng không hiểu, thành ra sau này có lời giải thích thêm nữa gọi là sớ giải, tức là nó gọi là Avitammatha Vipawani, sớ giải. Đó. Rồi sau này là có những cái thêm cái sự giải thích thêm gọi là Acariyavada để cho mình hiểu, mình đọc chú giải đã không hiểu rồi đọc sơ giải, đọc giải cũng không hiểu, thành ra mới có các vị mà giảng sư người ta đi học rồi tới về thì giải thích cho mình, thành ra mình nghe vậy đó, nhưng mà dựa theo lời Đức Phật cũng dạy, khi mình nghe vậy đó không vội tin cũng không vội bỏ, nhưng phải y cứ vào luật, phải y cứ vào pháp, tức là những cái điều mà mình nghe từ tạng kinh hay là tạng diệu pháp hoặc nghe từ trong tạng luật ra để coi xem có đủ cái điều kiện để mình có thể mình tin hay không đó. Mà bây giờ mình phải theo công thức đó thì đầu tiên là mình phải hạ thủ công phu để mình học, học cho hiểu rồi mới biết mình tin hay không, chứ còn bây giờ mình đi nghe là các vị học giả rồi này kia nói này không phải của Đức Phật gì rồi mình cứ tin vậy thì mình là người lỗ vốn, nhưng mà lỗ vốn đó, đó. Mà, bởi vì cái đó đã truyền lại bao nhiêu năm rồi, mà có nhiều người bây giờ thuộc là học giả đó, chứ học thiệt không ai dám nói đâu, học thiệt cái nào của Đức Phật không ai dám nói, bởi cái điều Đức Phật dạy nó hết, Đức Phật không dạy điều Đức Phật không dạy nó, điều Đức Phật dạy cái đó là phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, rồi là cái mấy cái gì học thiệt người ta không có dám phát ngôn cái kiểu đó, chỉ có những cái ông học giả mới nói, học giả là nói cái gì cũng không có theo ý mình hơn là theo ý của kinh điển, thành ra tốt nhất quý vị cứ học rồi dùng cái sở học của mình đó để mình đọa vô luật và đọa vô pháp 84.000 pháp Đức Phật dạy coi xem nó như thế nào, chứ còn bây giờ mình không học mà mình nói khó nói này nọ rồi mình nghe lại ai đó mình nói không phải của Đức Phật, cái chuyện đó rất là nguy hiểm cho cái khẩu nghiệp của mình. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, chúng con xin kính tri ân lời dạy của Ngài. Dạ, Nguyên Như xin kính mời Đạo Tràng có thể chat lên màn ảnh để cho Nguyên Như đọc câu hỏi cho quý vị, hoặc là quý vị có thể giơ tay trực tiếp để hỏi thẳng với Ngài. Dạ, trong thời gian chờ Đạo Tràng, Nguyên Như xin đặt một câu hỏi nữa là bạch Ngài, con không có muốn nhấn mạnh về Phật giáo Nam Tông và Phật giáo Đại Thừa, con chỉ chú trọng vào cái việc học của mình mà thôi. Thành ra câu hỏi của con á, là có nhiều bạn đồng học với con á, thì lại nói là cái môn tri thức học và cái môn vi diệu pháp á, hai cái môn nó rất giống nhau, nhưng mà tự vì cách dịch hai cái khác nhau thôi. Mà con á, thì con lại được biết là ở bên tri thức học có một thêm một cái vấn đề nữa là tàng thức bỏ vào trỏng, mà ở trong cái môn vi diệu pháp của Nam Tông thì lại không có. Mà khi mà cái môn vi diệu pháp của Nam Tông thì tụi con được học cái tâm hộ kiếp đó, thì nó không có phải là giống cái tàng thức ở bên kia, mà nó lại chỉ là những cái tâm sanh diệt vô vô giống như trong từng sát na như những tâm khác thôi. Như vậy á, thì hai cái nó có giống nhau không, hay là hai cái môn đó hoàn toàn khác nhau vậy Ngài? Dạ, con xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Bích Thà và kính bạch chư tôn hiền và kính thưa chư vị, hai cái môn đó nó khác nhau hoàn toàn. Ăn gì diệu pháp là của chính Đức Phật nói, còn cái di thức học đó thì quý người ta bây giờ lịch sử cũng chứng minh là từ Long Thọ ra nên, thì hai cái nó khác nhau đó, sao giống nhau được. Thành ra mình bàn sâu thì chúng nó nói mình này nói chúng tôi có mẹ bàn lắm, nhưng mình thấy từ cái gốc ra thấy là rõ ràng nó không phải là một rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, sở dĩ mà mình còn được cái chỗ y cứ đó, là tại vì tất cả các vị mà thánh nhân hồi xưa giờ đó người ta kết tập tam tạng và trùng tụng và giữ y, chứ người ta không có thêm bớt, là nhớ không có thêm bớt, cái bộ tam tạng của hệ năm truyền nó không có thêm bớt. Nhưng mà khi mà truyền qua Tích Lan hay là truyền qua
Miến Điện hay là Thiền Hòa Thái Lan hay ấy đó. Bây giờ cái bộ Pali nó có 7 bộ khác nhau, bộ Tâm Tạng Pali nó có 7 bộ khác nhau. Thì 7 bộ khác nhau đó nhiều khi nó không có giống là tại sao không giống? Tại vì Pali là âm ngữ, nó không có chữ viết. Thành ra khi người ta muốn giữ lại thì người ta phải viết thì dựa vào cái ngôn ngữ địa phương đó. Ví dụ như Pali viết theo alphabet của Thái, Pali viết theo alphabet của Miến Điện, hay là Pali viết theo alphabet của Tích Lan. Thành ra có những cái chữ mà nó không đồng âm với các chữ khác đó. Thành ra người ta vẫn giữ cho tới bây giờ vẫn giữ bằng cách thuộc lòng, dầu rằng người ta vẫn ghi ở trong cái ngôn ngữ của người ta vậy đó. Nhưng mà nhiều khi nếu quý vị mà theo dõi thấy Địa Tạng các nước theo cái hệ Pali đó, khi mà có cái gì nào thấy cái này nó lạ mà nó không có giống hay là nghĩa vậy đó, thì ghi đó sẽ viết lên một cái đề nghị yêu cầu Chư Tăng Tích Lan hay Chư Tăng Thái Lan xem tại sao. Thì khi mà xem như vậy đó, thành ra quý vị đọc cái bộ mới nhất, cái bộ Tam Tạng được kết tập lần thứ 6 mới nhất đó, ở phía dưới nó có cái footnote, cái footnote đó, ví dụ cái chữ đó trong cái tạng Miến Điện đó, thì ta để là Myanmar viết như vậy, và trong cái tạng của Tích Lan hay Thái Lan viết sao thì họ cũng ghi đàng hoàng, ghi để cho khi mình đọc vô cái bất cứ tạng nào mà có sự sai biệt đó, thì ta dựa vào đó rồi mình mới tìm mình hiểu tại sao mà nó không giống nhau. Không giống nhau vì lý do đó, thí dụ như mà cái chữ mà thí dụ Thái Lan chúng tôi ở đó chúng tôi biết nó không có chữ nhờ, nó không có chữ nhờ, thành ra thí dụ bên nhà nó đọc bên nhà cũng được mà đọc bên gia nó đọc bằng chữ giờ chứ nó không đọc bằng chữ nhờ đó. Thành ra thí dụ gì thấy cái chữ đó mà nó viết ra tiếng Roman đó thì nó viết chữ B A N Y dài rồi chữ A, là nó viết theo cái âm của Thái Lan. Nhưng mà nếu mà nó viết theo cái kiểu mà dấu ngã ở trên á, tức là viết theo âm của Miến Điện đó. Mà Miến Điện cái chữ nhờ nó đọc cũng không có rõ ràng, nhưng mà ít nhất nó tương đối là nó rõ hơn là cái âm của Thái đó. Họ vẫn giữ như vậy, thành ra mình có cái chỗ để mình tra cứu được. Còn cái bộ là Sanskrit đó, tức là mình gọi là bộ bên ấy đó, nó khác nhau hoàn toàn tùy theo cái đơn vị mà họ họ theo tổ nào đó. Thành ra nó sai, nó khác biệt nhau hoàn toàn. Cái mà sai sai nhiều nhất đó, chúng tôi nói mà có trời mất sách cái chứng đàng hoàng đó, vào tháng 12 này đó, thấy họ tổ chức thành đạo dân sùng đó, ba cái ngày đản sanh thành đạo và niết bàn khác nhau. Quý vị là trong kinh Đại Thừa đó, chứ đừng nói kinh Nguyên Thủy gì cho mệt. Kinh Đại Thừa cái quyển thứ hai của bài của trường bộ kinh của trường A Hàm, trong cái trọn gọi trường kinh trường A Hàm, tức là bài kinh du hành đó, bài kinh nó tương đương với bài kinh Đại Bát Niết Bàn bên hệ Nguyên Thủy. Cái đoạn cuối vẫn để rõ ràng là Đức Phật thành đạo, đản sanh thành đạo và Niết Bàn ngày mùng 8 tháng 2 của Ấn Độ. Mà mùng 8 tháng 2 Ấn Độ thì đồng nghĩa với mùng 8 tháng 4 của theo lịch Tàu, chứ không có cái chỗ nào mà ba cái tháng khác nhau một ngày mà thôi đó. Thành ra nội cái đó không là mình biết nó có nhiều cái bộ chứ không phải một bộ, bên đó nó chịu bộ mình không giữ lại bản gốc. Ví dụ như ông Trần Trang lãnh về cái bộ nào có ai biết không, ông dịch ra tiếng Thái tiếng Hán xong ông đốt đổ mất có ai biết đâu. Còn trong cái hệ nguyên thủy là quý vị lãnh về, quý vị phải giữ nguyên cái đó. Rồi quý vị muốn viết thành cái ngôn ngữ quý vị thì quý vị cái gì viết, nhưng mà vẫn giữ cái cũ chứ không bao giờ mà buông hết đó. Thành ra nó còn ít nhất mình còn có chỗ để mình tra cứu được nó. Thành ra cái hệ mà Bali đó vẫn có cái sự nghĩa là chính xác nhiều hơn là cái hệ của Sanskrit mà Mô Bích Thà dạ. Nam mô Bức Thầy giá, dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ đạo tràng, xin mời đạo tràng có những câu hỏi. Cô Nhật Quỳnh ơi, con thấy cô vào rồi, welcome cô trở lại Mỹ. Dạ con có câu hỏi kế tiếp của đạo hữu Đi Giác Tý. Ngài trong 10 các tạo phước có hồi hướng phước và hoan hỷ phước,
tại sao hai việc này lại quan trọng và chúng con phải thực hành như thế nào cho đúng ạ? Con xin dâng mic lại cho Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thực sự cả 10 cách nó, nếu mà nói quan trọng theo cái sự hiểu biết của chúng sanh nó, thì cái quan trọng nhất là cái thứ 10, chứ không phải là hai cái hồi hướng phước báo với hoàn nghị với tùy hỷ đó. Nhưng mà cái hồi hướng phước báo đó, cái chuyện đó đó, nếu mình biết mình làm nó có nhiều cái điều kiện để mình làm mà làm thường xuyên được. Bởi vì chúng ta trong chúng ta đây không là ai mà nói là không có cha mẹ thân nhân mà quá bản hết á, thành ra lúc nào mình có thể mình cũng làm được hết. Còn tỷ phước báo đó cũng làm được nhiều nhưng mà nó không bằng cái hồi hướng. Tại sao? Là khi nào mình thấy người ta làm thiện pháp theo trong chú giải giải thích đó, người ta làm thiện pháp người ta nói với quý vị thì quý vị mới tỷ phước báo. Chứ còn người ta đang làm, người ta nhiều khi người ta đâu thích mình đâu, mà mình thấy người ta làm cũng lại mình tùy hỷ phước báo. Nhiều khi mình nói mình quan hỷ chi phước, họ tùy hỷ cái phước họ lão mặt họ bí sĩ thấy không, nó thành đây cái quan hỷ cái tùy hỷ phước báo. Nhiều khi không phải người ta mình làm nó dễ đâu, không phải, mà tùy theo mỗi cái nó có cách làm khác nhau khó nhau. Chứ ví dụ như bây giờ mình đi vô chùa gặp người hôm qua họ mới kênh mình, hay hôm qua họ mới nói gì mình đó, mình đang buồn trong bụng cái mình đi vô cái, nhưng mà mình cũng thấy họ đang quét rác quét gì cho chùa, cái mình lại mình tỷ hiếu quá họ này, quý vị nên nếu mà có làm nên nhìn kỹ cái mặt họ như thế nào đó. Thành ra có những cái đó không phải lúc nào làm cũng được, có những cái được làm được nhiều mà nhưng mà thường thường mình ít có làm. Là nhớ chuyện hồi hướng báo đa số là nghĩa là người Phật tử Việt Nam không có biết, thành ra hãy có thân nhân hay người quê thân thuộc mà quá vãng là cái chỉ đem đồ chay lên cúng thôi, không biết có ăn được hay không không biết. Đó, ngay cái còn nằm trong hòm mà cũng đem đồ để cái ghế bằng cái bàn rồi cái kêu về ăn nữa. Anh thưa quý vị đó, kêu về họ về dùng cơm chay họ đã tức rồi, thứ hai mà họ về họ ăn thiệt thì quý vị nó phải nói chứ quý vị sợ không biết. Chứ nếu mà quý vị mời tôi thì chúng tôi đi tụng kinh mà họ nhúng nhích mà họ đưa tay họ bóc đoạn là chúng tôi chạy trước, nhiều khi sẽ xỉu trước chứ không phải chạy chạy không kịp nữa, thấy không? Những cái mình không hiểu hồi phước báo quan hỷ phước báo là cái gì ra mình làm những cái đó chứng tỏ rằng mình không biết vậy đó. Mình ra ráng cố gắng học những cái chuyện gì dễ làm nhất mà có nhiều cái cơ hội để làm nhất để mình tạo phước báo nữa cho nó cho cái tương lai của mình đó, nó được nhiều chuyện lắm chứ không phải không. Bởi vì mình sống cái gì chứ cái tâm mình không phải là thiện pháp thì chắc chắn ác pháp nó vô liền. Bây giờ nó nhớ chuyện đó, phạm nhân chúng ta đó, tâm không phải là thiện pháp tức ác pháp nó vô liền, chứ không nói thế nào đó. Thì một ngày mà mình nếu mà để ác pháp nó nhiều thì mà sanh ra làm người mà được gặp Phật pháp nó thật là uổng và lỗ vốn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con có thấy đạo hữu Bari Yatti đã kính tri ân ngài. Dạ Nguyên Như xin kính mời đạo tràng một lần nữa có thể chat lên mạng để Nguyên Như đọc cho ngài, hoặc là có thể giơ tay để hỏi thẳng với ngài câu hỏi của mình ạ. Dạ thời gian cũng không còn nhiều, xin quý vị có thể hoan hỷ ra đặt câu hỏi cho ngài. Dạ trong thời gian chờ đạo tràng, Nguyên Như cũng có một câu hỏi nữa bạch ngài, là khi mà mình nói về những cái người mà làm rất là nhiều điều ác mà họ rất là thông minh, con cho thí dụ chẳng hạn như những người mafia ở Mexico, ở Italy, họ rất là giàu có, họ rất là có quyền uy, mà họ gọi là cái operation của họ hoạt động rất là tinh vi, mà họ dùng cái đó để mua bán nha phiến, thì có nhiều người nói là họ có phải là tài trí rất là thông minh mới có thể qua mặt được bao nhiêu nhân viên cảnh sát để mà làm một cái mối làm ăn đó như vậy. Nhưng mà nếu mà mình là người tu đạo thì mình nhìn cái việc đó thì họ cũng là rất thông minh, nhưng
mà tại sao họ không có nghĩ ra là những cái chuyện đó lại là chuyện ác và cho quả báo không có thiện bạch ngài. Con cũng thắc mắc về vấn đề đó nhiều lắm. Dạ xin ngài trả lời câu hỏi cho Nguyên Như ạ. À. Con xin trang mic lại cho ngài. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, cái đó không phải là trí tuệ đâu, cái đó là vô minh đó. Tại sao gọi vô minh? Thường thường chúng ta nói vô minh là cái không biết hay là ngu dốt, là không phải. Quý vị nên nhớ vô minh nó biết tới cái cung trời phi tưởng, phi phi tưởng này. Nó biết hết tất cả các pháp hiện thế, trừ các pháp siêu thế nó mới không biết mà thôi. Nên thành ra mình đừng có nghĩ là thôi mấy người đó thì rất là có trí tuệ, không phải. Cái vô minh nó có năng lực hơn của mình nữa đó, mình còn ít vô minh hơn đâu, mình không biết nhiều chuyện cũng dám làm bậy chứ, chứ còn nếu mà cái tào lao vậy đó, nó mới dám làm bậy chứ, thấy không? Cái vô minh nó dày quá nó mới dám làm bậy thôi, chứ còn nếu cái vô minh nó mà mỏng cái trí tuệ nhiều là đâu làm bậy được, phải không? Bởi vì nó mới nói chứ trí tuệ nó phát sanh không phải dễ. Quý vị nên nhớ là nội cái tâm thiện không đó, mình có 8 cái tâm đại thiện mà chỉ có 4 tâm hợp trí, mà trong một ngày quý vị coi 4 cái tâm hợp trí nó phát sanh về quý vị bao lâu, được mấy lần, hầu như là không có. 4 cái tâm lý trí không mà thôi, thấy không? Thành ra những cái chuyện mà thông minh mình cho là đời cho là thông minh rồi này kia ông chồng đó, đa số cái đó toàn lại vô minh hết. Cái nhất, cái thứ hai hỏi tại sao họ có tiền có đồ. Thật sự cái vấn đề cái có được tài sản, có được này nọ là do cái quả của trong tiền kiếp, là họ làm được cái gì đó. Hoặc thí dụ họ bố thí cho bây giờ một vị độc giác, hoặc bố thí cho một cái bậc thánh nào mà họ không biết là ai, là nhưng mà rất tiếc là trong sống họ không có, chưa từng nghe giáo pháp, là không có biết nguyện như thế nào để làm cho cái quả này nó phát sanh, nó được một số cái điều kiện có lợi cho mình, thì họ không biết làm cái đó. Là bây giờ có tiền là cái hưởng, ví dụ như có nhiều người tỷ phú này kia cứ hưởng hưởng cho đã rồi xong, chứ không có được làm gì. Còn nếu mình là cái người mình tạo được cái nghiệp thiện rồi đó, thì khi mình làm được cái việc gì đó nó sẽ hướng dẫn mình để tạo tiếp cái là cái nhân để tạo cái nghiệp thiện tiếp theo, chứ không mình không có bỏ qua, thì cái đó mới là người có trí. Nên hai cái khác nhau, đừng có nghĩ thông mình thấy họ cơ bộ cái gì cũng nhanh nhẹn lại kêu chùm là có trí, không phải. Cái đó không có gì bảo đảm là có trí đó. Người có trí là làm việc nó chắc chắn lắm, chứ nó không phải. Mình trí tuệ chưa phát sanh, mình chỉ cần có niệm thôi mình đã làm được nhiều chuyện xuất sắc rồi, chứ đừng có nói là có trí. Nên hiểu cái chuyện đó, nó mô thầy vậy. Nam mô Bổn Thầy dạ. Dạ con xin tri ân lời dạy của ngài. Dạ xin mời đạo tràng. Đạo tràng có thể đặt câu hỏi cho ngài hoặc là Nguyên Như có thể đặt cho họ câu hỏi cho mọi người ạ. Dạ bạch ngài, câu hỏi kế tiếp của con là về nói về thiền á, thì người ta hay nói là tính tầm nó hay đi chung với tính si. Tại vì tính cái người có tính tầm thì cái người có suy nghĩ lung tung lăng tăng hết, nhưng mà cái người đời thì ta hay nói là người suy nghĩ nhiều, suy nghĩ này suy nghĩ kia, thì người đó là có nội tâm và người đó là rất là thông minh thì mới gọi là người có tính suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về trong đạo thì người này lại là cái tâm lăng xăng và cái tâm phóng dật, là cái tâm si nhiều hơn. Ngài có thể giải thích cho chúng con về vấn đề này thêm một chút xíu sâu hơn được không bạch ngài? Dạ con xin dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự người suy nghĩ nhiều không phải là người thông minh đâu hả. Nhớ cái tâm mình là càng phóng nhiều quá, mình càng tào lao nhiều chứ giới được. Khi mà mình làm cái việc gì mà cho nó đúng nhân đúng quả đó, thì cái đó mới đáng quý. Chứ còn mà mình làm nó không đúng nhân đúng quả, rồi mình có suy nghĩ viết thành bao nhiêu quyển sách gì thì cũng tào lao hết đó, chứ không ấy đâu hả. Thật sự ra đó, dù như bây giờ quý vị đó thấy nhiều cái vị mà được thế giới mà cho rằng thời này nọ giỏi giang rồi này kem sùm đó, nhưng thật sự ra đó, ví dụ như ông Einstein chẳng hạn, thấy không? Nhưng mà nếu mà ổng ổng mà thật sự mà ổng
ông có thể ông có trí tuệ giống với cậu, nhưng mà trí tuệ theo đời, thành ông chỉ làm gì theo đời thôi chứ không có lấy. Cái quan trọng là trí tuệ, phải trí tuệ theo đạo, tức là phải biết nhân quả đàng hoàng, thì cái đó mới là quý. Thành nên mình học giáo pháp Đức Phật để mình thấy rõ nhân quả, thấy rõ một số cái điều kiện trong cái đời sống ngài để mình không có chấp nó. Chứ còn nếu mà mình không có trí tuệ đó thì mình có thể mình tìm ra một số cái điều kiện để cho cuộc sống mình là khá hơn rồi này kia, ra ngoài được mọi người kính nể này kia, um sùm, có tiền có bạc hay là có địa vị này kia, um sùm, nhưng mà rồi thì cũng gặp diêm vương thôi chứ làm sao tránh khỏi được. À, trong khi những cái gì mà ta có trí đó, ta làm những cái việc gì ta, quý vị để nó khác liền. Tưởng bây giờ ta làm những cái chuyện giống như người đời thường thường hay là nói mấy đó, đó. Đó. Ta nhìn cái gì nó cũng ấy, nhưng mà tùy theo cái điều kiện. Ví dụ như cái ông gì mà ông nằm dưới cái cây táo đó, hên chứ ông á, là ông ở bên xứ đó nó chỉ có cây táo thôi, chứ ông ở bên Thái hay bên Việt Nam mà nằm dưới cây sầu riêng là ông đâu có nghĩ ra được mấy chuyện đó, thấy không? Nó mà rụng xuống ngay chắc mệt dữ đó. Nó có những cái chuyện là mình phải dựa vào một số cái điều kiện khác, chứ còn nếu mà mình không dựa thì mình cứ cho rằng nó phải như vậy rồi mình quyết định cái người đó phải như vậy vậy rồi, chắc là nhiều khi mình đi sai xa lắm chứ nó không có gần được đó. Mình sống ở đây đó là mình dựa vào cái nghiệp cũ của mình, cái nghiệp cũ mình như thế nào là mình đời sống mình nó mới tào lao vậy, như vậy. Còn cái nghiệp cũ mình nó tốt đó, có nhiều người ta cũng sanh ra ta làm người Mỹ, người Italy rồi, tại sao người ta phải tìm ra tới những cái nơi mà xa xăm là tìm ngày học đạo với ngài Achansa hay là học đạo với ngài Tăng Bô Lu rồi này chứ anh chi đó. Thì nhìn nhìn cái đó đó người ta biết cách để người ta tìm với cái ngõ ra, còn mình thì mình không có cái đó ha. Mình đi qua để mình tìm làm thế nào để mình có gia tài sản có này đó, nhưng mà mấy cái đó là cái sự ràng buộc để mình đi xuống cho nó ràng nó nó mình làm thế nào để mình học được cái pháp buông bỏ nó vẫn tốt hơn là mình học để mình có cái pháp mà mình tích trữ nó. Nhưng mà đa số là mình cứ tích trữ, thích tích trữ hơn là thích buông bỏ. Nhìn giữa hai cái đó anh biết người nào như thế nào chứ có gì đâu, thấy không? Chứ đâu phải suy nghĩ nhiều là có trí hay là làm gì, đâu phải đâu. Suy nghĩ ít nhưng mà nó chắc chắn một điều gì đó, còn hơn là suy nghĩ nhiều mà nó không biết cách giải quyết. Một người đó cũng ở trong tình trạng buồn vậy rồi về nhà ngồi suy nghĩ lung tung là cái mấy thôi đi kiếm rượu uống đó. Còn một người khác cũng vậy nhưng mà không có suy nghĩ lung tung, hỏi rồi bây giờ ai có khả năng question, ai có khả năng giúp mình anh này, thì một là nếu họ đang ở chỗ gần nhà thờ, vô nhà thờ gần chùa, vô chùa để tìm một cái lời mà cố vấn để làm thế nào để mình có thể buông bỏ những cái điều đã đang cần phải buông bỏ, chứ không phải để mình chấp vô nó, thường là mình mới làm được. Ví dụ như có những cái người có được cái phước cũ, tự nhiên cái có tiền có bạc thì họ làm gì, đang làm đi làm vậy cũng bỏ job để đi phục vụ cho cái thân đầu đuôi thức mốt này thôi chứ có làm đâu, rốt cuộc rồi cũng mèo lại hoàn mèo, tức là thiếu nợ bao nhiêu vẫn thiếu tiếp tục. Nam mô Nam mô Bức Thầy Giá. Dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ hôm nay đạo tràng thiệt là im ắng. Dạ Quynh Minh Tâm ơi. Dạ xin dâng bích lại cho anh. Dạ cảm ơn anh ạ. được ý Nguyên Như biết thế nào cũng kêu rồi cho nên giơ tay trước. Cảm ơn Nguyên Như, dạ con cố gắng phụ Nguyên Như để cho đạo tràng nó sôi nổi một chút. Trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông. Dạ thưa sư, con cái thắc mắc như thế này thưa sư. Dạ ví dụ giờ mình tại gia cư sĩ đó thưa sư, là mình ở thành thị rồi mình học pháp, giờ học pháp nó cũng dễ rồi mình hành pháp ở tại thành thị á, thì con thấy nó được cái sự trợ duyên nhiều hơn, nó thí dụ thôi,
À, giống như cái nghiệp nó đến mình phải té gãy cái giò, à, nhưng mà nếu mà mình đi vô trong rừng á và mình tu thì mình gãy cái giò ở trong rừng, mình nhiều khi mình bỏ mạng bởi vì nó không thể nào đi tới bệnh viện rồi vân vân. Còn dù mà ở thành thị mình lỡ té gãy giò thì mình có cái sự trợ duyên của bệnh viện bác sĩ nhân dân thì gãy giò chuyện nhỏ, à, ta băng bột lại thôi đâu có gì đâu. Thì thỉnh sư ở cái chỗ rằng là đối với người Phật tử chúng con trong cái thời hiện đại này thì mình nên học pháp rồi mình hành ở ngay thành thị nó lợi lạc hơn, hay là mình phải lặn lội tìm đến những cái nơi mà hoang vắng xa xôi rồi điều kiện nó khó khăn, à, ăn uống thì nó cũng khó khăn, à, thuốc men cũng khó khăn, và thì thỉnh sư giảng dạy điểm này tại vì con suy tư con thấy ở thành thị có vẻ nó tốt hơn, và con thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn thầy, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nên nghe theo lời của Đức Phật dạy ha. Đức Phật giới thiệu cho chúng ta có hai cái chỗ trường thiền để chúng ta đi tới đó. Một là khu nhà quan, hai là ngôi rừng quán. Hay là khu rừng quan hay ngôi nhà quán. Nó tới nó lui thì chỉ có hai chỗ thôi. Tại sao ngài không phiền chúng ta vô thành? Không khuyên chúng ta tới mấy cái chỗ phồn hoa đô hội chay, phải không? Mà chỉ có hai chỗ thôi, sau này công minh còn lựa mấy trường thiền lớn nổi tiếng này kia chung. Lúc Phật dạy rất rõ ràng, khu rừng quan ngôi nhà quán đó là hai cái trường thiền mà Đức Phật đã giới thiệu rồi. Thì mình bây giờ mình lấy cái đó ra mình để làm cái tiêu chuẩn để mình suy nghĩ rồi đó. Ở trong rừng sướng hay là ở ngoài thành phố sướng? Phải không? Thành ra trong rừng là nơi bậc trí ở, nhưng mà thành phố là người không phải là bậc trí, vẫn thích hơn không? Đó. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng cái chuyện mà ở trong rừng hay ở ở ngoài thành phố sướng, mà mình nên quán xét xem cái đời sống mình đó, thuận tiện trong cái thiện pháp hay là thuận tiện trong cái ác pháp. Đó. Nếu mình thích cái đầu óc mình mà nó nghiêng về ác pháp nhiều thì mình biết mà ở trong rừng hay ở ngoài thành phố giống nhau. Trước sau cũng đi tới cái gọi là nghĩa địa đó. Còn bây giờ mình cái đầu óc mình mà nó nghiêng về thiện pháp, nghiêng về làm phước làm đồ nhiều hơn thì cũng thì mình ở thành phố hay ở gì cũng vậy thôi, phải không? Anh nói chuyện ở thành phố hay ở trong ấy đó, là dựa theo một số cái điều kiện về phương diện nghiệp báo, chứ không thể nào mà mình theo sự suy nghĩ của mình đó, đó. Bởi vì mình suy nghĩ chưa chắc là đúng, nhưng mà khi cái anh tu này nghiệp anh tới anh ngoắc mình là anh là người đúng nhất. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Sơ thú, dạ thưa sư sư mà con còn chút thắc mắc nữa thưa sư, thỉnh sư giảng rõ thêm nha. Ví dụ giờ con ví dụ thôi, dạ ví dụ giờ một cái người, ví dụ như con này nói như vậy, dạ. Ví dụ giờ con tìm một cái pháp học nào đó, dạ. Rồi cái mình ở một cái nơi nhà của mình, dạ, một cách nó đơn giản thôi, dạ. Ví dụ giờ cái nhà nhỏ thôi, dạ, mình ở đó thì mình tu. Bởi vì con nghĩ rằng tu thì mình tu mình chứ đâu có tu đông người được. Thành thử mà mình tu rồi, ví dụ như mình thiếu theo pháp học đó, thì mình đến một cái vị nào đó nha, mình học rồi mình trở về mình tu. Cái thứ nhất là nó nhẹ vấn đề tiền bạc, cái nhiều tiền cũng nhức đầu. Rồi cái thứ hai nữa đó là ví dụ mình bệnh hoạn cái gì đó, và mình có bệnh viện bác sĩ, hoặc là mình có cần ai trợ giúp á, thì nó nhanh gọn lẹ. Ví dụ giờ sư thấy dù mình vô rừng đi mình gọi 911 cũng không có sống thì sao gọi, thì như vậy thì nó rất là căng. Còn giờ mình tu trong nhà mình, thì nó cũng như là nhà quan thôi, bây giờ đâu có nhiều đồ trong đó đâu. Ví dụ mình là tu tu hành rồi mình đâu có sống nhiều cái vật chất, nhưng con nghĩ rằng như vậy thì con thấy rằng nó thuận duyên hơn chứ hả tôi sư. Còn kia mình phải ví dụ giờ mình qua bên Thái Lan vô rừng tu hành rồi, bảo hiểm khó khăn rồi này nọ các cái, còn qua Miến Điện không vậy,
À, phải xin visa rồi nhiều khi nó đuổi ra đuổi vô, à nó rất là gian nan mà mình thì mình bị phân tâm. Thì như vậy ở đây tỉnh sư giảng sâu sâu ở cái điểm này, tại vì cái con đang suy tư là con thấy tại sao ở Mỹ này rất là thuận tiện để tu hành mà chúng ta lặn lội qua tới Miến Điện Thái Lan rồi nó rất là trở ngại, tức là nó trở ngại nhiều lắm mà như vậy thì nó khó tu. Tỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Bố Tha Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Bây giờ mình qua cái nơi mà mình qua cái nơi nghèo, nhưng mà mình tìm được cái người xứng đáng là bậc thầy, và mình tìm ở cái nơi giống như Mỹ mà tìm bậc thầy ông ra, quý vị nên chọn cái nào, phải không? Nghĩa là ở cái nơi này đó, quý vị tìm cái phương tiện ở ngoài đời giống như nói thì nó dễ, thì nhưng mà chưa chắc. Nếu cái phước mình mà ít đó, ở Mỹ vô bệnh viện thì nó chỉ cứu cứu, cứu tỉnh chứ nó không có cứu sống. Rồi vô ra nó phải hỏi cái thẻ ra liền phải không, chứ đâu phải vô tưởng đâu. Mỹ vô là được đối xử vậy. Quỳnh nên nhớ Quỳnh ở trong rừng, Quỳnh mỗi lần đi bệnh viện là được phi cơ nó rước đi, còn hơn là đi xe ngựa. Nhiều khi trong thành phố nó qua nói phước mà nếu vẫn đi xe ngựa như thường, là nó cái chuyện làm sao mình ở cái chỗ nào mà mình có khả năng mình tạo phước à, thì cái chỗ đó mới tốt. Chứ còn nếu mình ở những cái thành phố mà tráng lệ rồi này kia ông xùm, Quỳnh ở bên đó không biết Quỳnh có thấy không, nhưng mà ở Cali thì thấy rất thường. Tiểu bang này nó giàu thiệt á, nhưng mà vẫn có người ngủ ngoài đường, gọi là homeless á, phải không? Rồi mình nói là tôi chọn cái ly nó sướng hơn, chọn cái ly rồi ra làm homeless về sướng hay sao, sướng chỗ nào chúng tôi không có không đồng ý rồi, phải không? Thì cái thành từ cái homeless mà ở cái chỗ giàu và cái người mà người ta đó, bỏ chỗ giàu ta tìm tới cái chỗ mà nghĩa là tương đối để có thể tạo những cái thiện pháp mà mình đang có cái hoài bão đó, thì cái đó là mình tạm thấy cái nào, thấy không, đâu có dễ đâu. Rất nhiều người ở các xứ khác lặn lội bao nhiêu, tốn bao nhiêu tiền của đó để tính tới những cái xứ giống như là Mỹ hay ấy, nhưng mà nhiều khi kết cục là ở đâu đó, người ta không gọi là thiền nhân mà ta gọi là thùng nhân, tức là trong mấy cái thùng á, thùng mới mới đây là thấy bao nhiêu mạng rồi, thấy không? Thành ra mình đừng đừng có nghĩ cái chỗ đó mình nhìn thấy giàu sang là tốt, chưa chắc. Tốt hay không đó, dựa vào những cái tiền nghiệp của mình. Cái thứ hai nữa đó, mình có đủ cái khả năng để mình tìm thấy một số cái điều mà nó làm cho cái người mình nó vừa thoải mái trong đời sống mà vừa có thể có khả năng để tạo thiện pháp được, thì cái đó mới là tốt. Còn nếu mà ở cái chỗ mà ăn sung mặc sướng, có thể nó cái xứ đó nó đối đãi tốt với mọi người giống như thiền sĩ chẳng hạn, nhưng mà rồi mình ở đó từ trẻ tới già mình không học được cái gì cả, vẫn có muốn hưởng thụ như vậy, vậy thì trước sau kiếp sau, kiếp này không trả chứ kiếp sau cũng phải trả lại thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú và kính trên sư. Mời quý vị Phật tử nêu lên những thắc mắc của mình để làm bài học chung với đạo tràng. Quý vị có hai cách, một là chúng ta giơ tay lên đặt câu hỏi trực tiếp, và hai là chúng ta text chat, và Tâm sẽ cố gắng đọc text chat của quý vị. Trong khi mà không có ai hỏi, bên Tâm xin hỏi tiếp nữa. Thưa sư, ví dụ bây giờ mình sang những cái xứ quốc giáo, ví dụ như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, vân vân. Thì khi mình sang đó, sư, nó có rất là nhiều cái trở ngại, thưa sư, bởi vì mình có cái thuận duyên với người Việt, nhất là mình thuận duyên với ở xứ Mỹ này nó rất là sạch sẽ. Bây giờ mình sang những cái xứ đó thì thứ nhất là nó
nó không có được sạch, nó không được sạch. Rồi khi mà mình sống một cái nơi mà nó không có được sạch đó, thì mình dễ nảy lên cái tâm sân. Rồi mình ăn uống đó, thì nó lại không có hợp khẩu vị, mình cũng nảy lên tâm sân. Nhiều khi mà ngôn ngữ của nhà nó bị trở ngại, mình cũng nảy lên tâm sân. Thì như vậy thì tỉnh chưa giảng dạy ở cái điểm là cái mình giống như con nói mình thuận duyên với xứ Mỹ. Thì tại sao mình không tìm những trường thiền ở xứ Mỹ để mình tu, mà mình lặn lội qua bên xứ bên kia để rồi mình nghịch duyên, tức là mình đi ngược lại cái dòng phước của mình nó đang trổ. Tức là ví dụ giờ sư giống như phước sư đang trổ ở xứ Mỹ, thì bây giờ mình lặn lội bên kia để mình tìm những cái mà nó khó cho mình thoát ra cái tâm tâm sân đó. Thì nó nhiều cái nghịch cảnh quá thì nó cũng dễ sân lắm. Giống như thật sự là ví dụ như con mà trời nắng quá mà con làm vườn lâu quá con cũng khỏi sân luôn, thì nó nóng nó mệt quá. Thì cái đó mình thấy rằng mình rất là bực, dù rằng mình làm nhưng mà mình bực lắm. Thì tỉnh chưa là giảng dạy ở cái điểm này. Nam mô với thầy và kính bạch chư tổ hiền và kính thưa chư quý vị. Thầy mình muốn sướng là mình không học được gì hết. Nên mình đi tới những cái xứ đó là mục tiêu, mà mục đích là để mình học. Chứ không phải là để mình đi qua đó để được nghe sự thoải mái. Nên nhớ chuyện đó không có đâu. Nếu mà ngày xưa mà chúng tôi tu rồi chúng tôi ở Mỹ thì bây giờ chúng tôi cũng ngáp ngáp vậy thôi chứ làm sao ấy được. Đó. Mình phải đi qua những cái xứ mà có những bậc lão thông về những cái chuyện mà mình muốn học. Đó. Mình không có mà giỏi thì mình học chậm chậm thì nó cũng tới nơi. Chứ còn bây giờ mình ở đây đó, mình tới những cái trường thiền ở Việt Nam hay rồi ấy đó, rồi Huynh Minh Tâm mình đi hỏi thêm những cái gì đó thế coi sau bao nhiêu năm bao nhiêu khóa rồi đó, bây giờ họ ra sao rồi. Thấy không? Có nhiều người đó ở Mỹ chúng tôi biết theo mấy ngày thiền sư cả chục năm ở đây là rốt cuộc chẳng phải đi qua Thái qua Miến Điện, nhưng mà cái lúc đi đó là nghĩa là sau bao nhiêu năm cực khổ trễ ban ngại rồi mới đi qua đó, rồi lớn tuổi rồi học không được gì không sao mấy, muốn đi là đi vào thời còn trẻ kìa, quyết định hạ thủ công phu học một số vấn đề để liền đó khi nào mình có kinh nghiệm rồi đó thì mình trở về xứ xứ Mỹ mình ở để mình có cái điều kiện mà mình hành giống như vậy. Còn bây giờ mình chưa khả năng mình hành thì mình cứ ở đây đi tới lui làm gì. Nếu mà ở đây mà có đầy đủ phương tiện để học được những cái đó thì chắc chắn người ta không có đi, lội đi qua bên Thái, Miến Điện, Tích Lan rồi đâu. Nhưng tại vì người ta tìm không thiện mà người ta có thể tiến thân với Đức Phật. Thành ra người ta mới chịu khó đi xa chứ. Cái gì thấy không? Ừ. Thì Minh Tâm vậy chứ. Bây giờ mình cứ nghĩ những cái gì mà có khả năng đó bây giờ ở những cái xứ nào nè. Đó. Hay là khi mà mình ở cái tuổi mình có thể học hỏi học hành được thì mình nên qua cái đó, là thì trước khi đi mình phải chuẩn bị vấn đề gì, vấn đề ngôn ngữ và chuẩn bị chứ không làm sao không vấn đề được. Còn mình nói là mình ở đây là có mình có thể nói ngôn ngữ ở đây, mình nói ngôn ngữ ở đây đúng, nhưng mà mình tìm được cái người mà có khả năng đi để hướng dẫn để dìu dắt mình không có rồi làm sao. Phải không? Rồi cứ nghĩ chuyện đó chứ. Cái chuyện là phải có thầy có trò cái đúng mức đàng hoàng chứ đó, chứ đâu phải đâu. Còn còn mình ở cái chỗ mà nghĩa là chỉ có không phải đi trì bình có gì ra mấy cái tiệm này búng ngón tay là có ăn này, rốt cuộc là chỉ có phục vụ được cái bụng thôi chứ đâu phục vụ được cái đầu đâu, thấy không? Phải đo lường cái mức lợi hại của đó chứ. Nam mô với thầy giá. Xa thú dạ con kính trên sư Lượng Tông, dạ con đã hiểu rất là rõ. Quý vị nào có thắc mắc thì cứ giơ tay lên hỏi hỏi quý vị. Đây là cái nhân duyên giờ mình nhiều khi mình suy nghĩ nó chạy vòng vòng quý vị biết không, cho nên mình nghĩ nó không có ra. Cho nên chúng ta cứ lên đặt câu hỏi. Sư Lượng Tông thì sư rất là thương chúng ta, có bậy mà sư cũng trả lời, nên đừng có lo. Nên
Nhiều khi mình tâm ngồi suy tư quá vậy, à, nhiều khi ngồi không biết làm gì thì mình ngẫm nghĩ chuyện này chuyện kia, à, nó cũng nằm ở trong pháp thôi, à, chứ là nó không phải là cái gì vậy bà. Nhưng nhiều khi mình suy ngẫm nghĩ tới nghĩ lui nghĩ ra, à, nhưng mà hỏi sư Lưu Tông thì sư giảng dạy nó rất là hay. À, quý vị nào có thấy bàn tay của cô Nguyên Như rồi, mời cô Nguyên Như lên nha. Nam mô với thầy giá. Dạ em cảm ơn Vinh Minh Tâm ạ. À. Dạ bạch sư, Nguyên Như có một câu hỏi là trong cái bản niêu đó bạch sư, thì mình học theo cái bản của ngài Tịnh Sự và bình thường thì mình hay học thầy kinh cũng dạy tụi con á, là cái bản nó nói về tâm tham á, thì gọi là tâm tham hợp thọ xả hợp tà vô trợ hay là hữu trợ, thì hồi xưa giờ mình học như vậy, nhưng mà có những vị lại nhắn tin cho con là có những cái bản khác họ dịch đó là giống như là tâm tham đồng hỷ hợp tà vô trợ hay là hữu trợ, như như vậy là dịch như vậy nó có sát nghĩa với chi pháp không bạch sư? Dạ con xin nhân quýt lại cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư Tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Dịch sát nghĩa không sát nghĩa là mình hiểu thì nó sát nghĩa, mình không hiểu rồi làm sao nó sát nghĩa được. À, bởi vì đã nói dịch là không thể sát nghĩa rồi, tam sao thất bổn, không thể sát nghĩa. Nên học để mình hiểu cái ý nghĩa của nó. Còn dịch sao chuyện đó không quan trọng, mình dịch sao mình hiểu thôi. À, chứ còn mình dựa vào những cái chuyện giờ của mấy người mới nghĩ ra những cái danh từ mà bây giờ họ vẫn xài đó thì coi chừng. Cái đó không quan trọng. Cái thứ hai đó quý vị nên hiểu là cái bản niêu để dành cho người đã học xong rồi, chứ không phải để dành cho người mới học. Người học xong rồi mình dùng cái bản niêu để mình giúp giúp cái trí nhớ của mình, chứ còn bây giờ mình thường quý vị để quý vị nhìn vào cái tâm quý vị biết liền à. Quý vị có cái bản niêu nhiều khi quý vị dễ vui liền, người có gì lật nó ra gì đâu, người nhớ cái trơn là không có nên. Cái đó là chỉ giúp thôi. Giống như bản của chương vậy đó. Học trước cái đã rồi mình lúc tới sau mới tính. Còn nếu không đó mình cứ nghe lại gì mình có cái bản đó giờ có hôm mai mốt lỡ không nhớ thì mình cứ lật ra gì đâu. Cái đó là nó giúp cho mình là đi lùi chứ nó không giúp mình đi tới. Đó. Còn cái chuyện dịch đó thì đừng có thắc mắc nhiều, bởi vì cái dịch không có cái dịch nào mà nó chính xác rồi đó. Tây nó có câu gì đó, trời 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 đưa trời đó, tức là dịch là phản đó. Nên đây dịch nhiều khi mình đừng có để ý nhiều rồi cái bản dịch. Mình học có thì tốt nhất là dựa vào cái ngôn ngữ chánh, tức là ngôn ngữ Pali, nó thuộc cái câu đó rồi rồi ông thầy ông giảng sao mình nghe để mình hiểu vậy, ông muốn dịch sao cũng được nhưng mà mình nghe để mình hiểu cái câu Pali đó nó có nghĩa là như vậy, chứ không nên hiểu theo cái câu tiếng Việt nó nghĩa theo tiếng Việt là cái đó là không có nên. Nam mô Bổn Thầy. Kính trường sư Lửa Tông vậy. Nguyên Như còn thắc mắc gì nữa tiếp ạ? Xin mời quý vị quan hỷ nêu lên những thắc mắc của mình. Chúng ta còn khoảng 40 phút nữa thôi quý vị. Thời gian trôi rất là nhanh rồi. Nguyên Như có thêm một câu nữa mà Nguyên Như. Dạ con xin hỏi một câu kế tiếp luôn bạch ngài. Tự gì Nguyên Như cũng có thấy vài cái lớp học á, thì người ta đi vào cái vi diệu pháp bằng cái con đường là mấy chục cái pháp thực tính bạch ngài, còn có những lớp á, thì theo cái bản niêu để mà đi vào. Và Nguyên Như xin hỏi hồi xưa ngài học ở trong trường là chưa có cách nào vậy ngài? Dạ con xin dâng bước lại cho ngài ạ. À. Với thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư vị, học từ từ cái tâm một chứ không có đem bản niêu bản gì ra đó. Thưa ông giảng sư đó, ông viết vẽ vơ 8 cái tâm tham thôi đó. Ông tham là ông đánh số 1, số 2, số 3, 4, 5, 6, 7, 8. Số 1 với tiếng Bali như thế nào, rồi tiếng Thái như thế nào,
là động tác mình thuộc, nghĩa là khởi đầu là chỉ thuộc cái đó. Ừ. Bởi vì theo cái chế độ mấy nước bây giờ họ đang theo đó, tức là học thuộc lòng lại, bắt buộc theo chế độ hồi xưa, bây giờ học thuộc lòng cái đó. Rồi sau đó tới chừng mà học xong hết cái mấy cái tâm rồi đó, 121 nếu mà nói thế, là họ bắt đầu họ giải thích từng cái tâm từ trên dưới. Lúc đó họ không có quan niệm đâu, không có quan niệm, giải thích cái tâm. Tâm thứ nhất, nó trong những trường hợp nào nó làm gì, làm gì gì, nghe nói đại khái thôi chứ không có ấy. Bởi vì cái đó về sau về lên cái chương 3, chương 7 cũng học kỹ, nên như thế nào nào giải thích từng cái đó. Rồi khi mình học vậy rồi đó, cho tới qua cái thứ hai cũng học vậy thôi, mấy cái chương 2 cũng học vậy thôi. Rồi sau đó tới chừng mà đi lên học chương 3 đó, thì họ bắt đầu họ góp ha, góp giữa tâm với ấy như thế nào, như thế nào, thì cái đó từ 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 cho tới khi nào mà học hết hết tâm tâm sở với sắc, nghĩa là biết ấy hợp rồi, lúc đó mới học là chà tu lắc hành ạ, tức là tâm này nó phát sanh như thế nào, do nhân gì, nhân xa nhân gần gì đó, là nó phát sanh đối với ai, phát sanh ở những cảnh giới nào và những bậc nào, nào có cái tâm này, và những người hạng người nào này, hay như vậy đó, là học thuộc lòng từ cái đó, học cho tới thì là ấy thôi. Nhưng mà khi mà thi rồi đó thì nó cách thi của Thái nó có ba cách, không phải nó ba cách, nghĩa là trong bài thi nó có ba. Thứ nhất là dịch, nó đưa mấy câu Bali đó mà dịch ra tiếng Thái. Cái thứ hai, những câu này nghĩa là trong những trường hợp như vậy thì cái tâm đó xài được hay không được. Rồi tại sao có những cái vị đó vẫn là phạm nhân nhưng mà những cái tâm đó nó không có cơ hội để nó phát sanh là như thế nào? Đó, nghĩa là dịch rồi giải thích, rồi có những câu nó viết bằng tiếng Thái, nó bắt mình viết thành tiếng Bali trở lại. Đó. Rồi tới chừng mà xong thì 2 ngày đầu á, là thi viết, ngày thứ ba là thi oral, tức là vấn đáp đó, lên hỏi, cái đó thì hỏi tùy theo ông giảng sư, ông ngồi ông ấy hỏi mình như thế nào nào, một số vấn đề liên quan tới cái lớp mình học á, là nếu mình xong xuôi hết thì đậu, còn không thì học lại. Thành ra ngay cái người Thái, người Miến Điện học, nhưng học rất nhiều lắm chứ không phải là nói dễ đâu, bởi vì cách học của họ vô từng chi tiết kia đó, chứ không có phải là vô cái vẽ đưa nguyên cái bảng lên cái bắt đầu chỉ tầm một dây dây tầm hai dây dây, không có cái đó, là mình ý mình không thèm thuộc lòng vậy, chưa có bản nêu rồi, cái đó là mất thì giờ. Nam mô Bổn Thầy á. Sa thú, sau đây con thấy hàng tử bạch sư, làm sao mình biết một người có tuệ, sao biết mình có tuệ chấm hỏi, kính tri ân ngài và con thánh sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Biết khó lắm, không biết đâu, ngoài trừ Đức Phật thì nhìn ngài biết, chứ còn phàm nhân mình là không có biết, ngay cả mình. Nhưng mà dựa dòng số cái điều kiện mà về pháp hành đó, thì có thể nói được, nhưng mà không có gì chắc chắn cả. Bởi vì cái quý vị học cái pháp hành hành thiền minh sát đi, cái tệ là sẵn khả rú việt khả nha ná, đó là tệ xã hành đó, thì tệ xã hành nó chỉ ngưng ở những người này mà thôi, nghĩa là đa số là tới cái đó là đi luôn, còn thường nếu tới đó mà ngưng thì nó trong một trong những trường hợp như vậy, người đó đó là một cái vị Bồ Tát toàn giác đã được thọ ký. Ví dụ như Đức Thế Tôn của chúng ta mà khi được thọ ký rồi đó, thì có hành cách mấy đó thì cũng chỉ tới đó mà thôi,
thầy xã hành mà thôi. Nếu mà ấy ha, nghĩa là đại khái nói vậy đó, bởi vì cái vị mà Bồ Tát mà được thọ ký là sẽ không đắc đạo quả trong vòng 4 A Tăng Kỳ mà. Tùy theo cái thời gian mà ngài còn lại đó. Cái thứ hai đó là cái người đó dầu là tam nhân đi nữa nhưng mà phạm giới hoặc là phạm trong mấy cái điều mà liên quan tới bậc thánh đó, tức là à đi du bà qua qua đá đó, tức là nói xúc phạm tới bậc thánh thì tới tới cái tệ thà xả hạnh nó dấn ngưng. Hoặc là cái người đó là người nhị nhân, cái gì thấy nhị nhân theo chú giải vẫn đi tới đó được như thường, nhị nhân có thể thấy danh sắc, vẫn có thể thấy đi lên được nhưng mà không có đi thẳng với người và tới đạo quả mà rồi. Vấn đề là vậy, thành ra nó có nhiều chuyện vậy đó, thành ra mình không thể nào biết mình là người có tệ tức là người tam nhân cả. Nhưng mà cái tệ bình thường đó, cái tệ bình thường mà mình không phải là người, mình người nhị nhân nhưng mà trong trong bình thường đời sống mình vẫn có trí tuệ được như thường. Cái trí tuệ trong thời bình nhật gọi là khi nào mình học hành cho nó đúng rồi, cái mình suy nghĩ rồi mình quán xét rồi đó, thì cái đề đó đó nó vẫn có trí tuệ trong cái lộ trình tâm mình được như thường. Ví dụ mình thấy danh sắc này kia không sao, nhưng mà chỉ thấy danh sắc chứ không thể nào đắc đạo quả được, là mình biết mình không phải là người tam nhân, không phải là người có tuệ. Thường thường cái dùng trường danh từ người có tuệ tức là người đó đó trong cái tâm tục sanh là có trí tuệ thì mới gọi là người có tuệ. Chứ còn mình trong thời gian bình thường trong đời sống hàng ngày mình có những việc mình làm vẫn có trí tuệ được như thường, nhưng mà trí tuệ trong thời bình nhật thì cái đó là nó chỉ giúp cho mình vấn đề học hành, vấn đề tạo nhân duyên cho kiếp khác chứ không thể đắc đạo quả trong kiếp này được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bức Thai Giác. Dạ, nguyên như có một câu hỏi nữa bạch ngài là như thế nào thì gọi là trí tuệ và như thế nào gọi là ác tuệ bạch ngài. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Có trí tuệ là khi nào mình làm cái việc gì á, như có trí tuệ của cái người mà trong hệ tục sinh hoặc là trong đời bình thường mình là người không có trí tuệ nhưng mà có những cái việc làm vẫn làm với cái tâm cái lộ trình tâm có trí tuệ như thường đó, làm với cái tâm thiện hợp trí phải không, vẫn ấy như thường. Còn cái người ác tệ đó, cái danh từ đó dịch không có chính xác, chữ đúc bành nha đó, chữ đú cộng chữ bành nha tức là đúc bành nha đó, tức là không có trí tuệ chứ không có ác tệ vậy đó, người đó là không có trí tuệ đó. Còn thành ra Việt Nam thì dùng những cái chữ mà nghe rất rất là siêu siêu đẳng, chữ 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 đú, thường thường mình dịch ác xấu nó có nhiều nghĩa chứ không phải một hai nghĩa. Rồi cái cộng xỉ lá tức là đốt xỉ lá, nhiều người dịch ác giới, ác giới gì chứ đú cho đó nghĩa là không có, đốt đốt xỉ lá tức là người không có giới, không phải ác giới gì đó đó. Rồi có nhiều cái chuyện như vậy đó, thì mình nên nhớ là cái chữ ác tệ ác giới rồi này kia là không có, chữ chỗ đó chữ đú cho đó đại dịch là không có, người không có giới, người không có trí tuệ chứ không phải là có ác giới có tệ mà là ác tệ là không không có đúng cái từ ngữ của nó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Dạ, sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, nhà con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật huynh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật huynh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn huynh Minh Tâm Thích Hoa Nguyệt cho Nhật huynh biết được tín hiệu. Dạ, con mới trở vào con nghe câu trả lời của ngài. Không biết là cái câu của hạng tu, cái câu thứ hai này ngài đã trả lời chưa bạch ngài? Dạ, ngài đã trả lời câu hạng tu cái câu thứ hai chưa ạ? Yeah, chắc cô Nhật Quỳnh nhường cho câu hỏi của hạng tu rồi. Con xin đọc.
Tôi sư, mình suy nghĩ điều gì, chuyện gì nó xảy ra như ý, có phải là tuệ không sư? Dạ con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Vị, cái đó là không phải là tuệ đâu. Tuệ là khi nào mình quán xét tới cái một cái gì đó mình thấy thực tế, nghĩa là có khả năng quán xét để thấy cái nhân quả, thấy cái nguồn gốc của cái loại đó, loại mà mình đang suy nghĩ ra, chứ không phải mình suy nghĩ điều gì đúng đúng, có thể là một cái sự phù hợp nào đó thôi, chứ làm sao là có thể được. Nếu mà mấy người đi thi trước khi ngày mai vô thi, ta tối nay là chết ra giống như là xin xăm này, cái ngày mai hên quá đúng quay đó rồi mình nói mình có tài đâu có được, phải không? Sự may mắn nào đó chứ, do cái phước cái nghiệp nghiệp cũ nó có duyên đó, nó vậy thôi chứ không phải đâu. Thực tế là có những cái điều mình liên quan tới mình quan sát, mà thể mình thấy được nhân quả kia, hoặc là trong tiền minh sát thì thấy được danh sắc, thấy được này nọ, là nó vi tế lắm chứ không phải là suy nghĩ điều gì chuyện nó xảy ra là mình có tệ, không phải. Nó mô thầy á. Dạ, sa thủ chúng con hành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, kính cảm ơn Minh Tâm biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối, không biết cái máy còn nhõng nhẽo quá, nó rớt mất vài. Dạ, bạch Ngài, lúc nãy con nghe Ngài trả lời câu hỏi của Nguyên Như là do mình làm cái điều thiện. Nhật Quỳnh bị đè rồi, Nhật Nguyên Như ơi. À, đi về bệnh rồi nha. Thì còn nghe Ngài trả lời câu hỏi của Nguyên Như là do những người mà hiện tại họ làm điều ác, nhưng mà họ có nhiều tài sản coi như là giàu có, thì do đời quá khứ họ làm điều thiện mà họ không biết nguyện. Nhưng con cũng nghe có một chỗ nói là mình làm điều thiện mình không nên nguyện. Nếu mình nguyện điều gì đó, mình ước muốn điều gì đó là mình tham. Và bạch Ngài, Ngài giải thích giùm con như thế nào để con suy nghĩ cho đúng, và mỗi khi mình làm việc thiện mình nên nguyện để hướng cái tâm mình về cái điều gì đó. Thí dụ như con thì con thường muốn nguyện cho con có cái trí tuệ để tu tập sớm đoạn tận khổ tái sanh luân hồi. Như vậy Ngài, và con kính dâng mít đến Ngài, con cầu xin Ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Thầy Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thật sự ra nguyện á, là để mình hướng dẫn cái điều mình làm á, cái điều thiện mình làm á. Chứ thường thường điều ác thì không ai dùng cái điều ác để nguyện á. Hướng dẫn cái điều thiện mình làm đó, để nếu cái việc làm mình nó có đủ năng lực thì cái sự nguyện mình là giống như mình hướng dẫn để cho nó có cái hợp thời, chứ không phải là thường thường là mình không nguyện không gì thì nó thành cái kết quả phi thời. Phi thời là như thế nào? Thí dụ như thay vì cái đó đáng lẽ nó phải như vậy mà nó không được như vậy, thí dụ nói dễ hiểu đi, bây giờ cái ông Bill Gates mà ông trúng lottery 10.000 đô la thì thôi, chứ đối với ông thua gì, nhưng mà đối với mình thì nó khác. Thí dụ ăn thành ra khi mình nguyện đó, khi mình làm được việc thiện thì có hai việc: nguyện cho mình, rồi thứ hai là cho người. Cho mình gọi là nguyện. Còn nếu mà mình thường thường thì chúng ta không biết cách nguyện, mà chúng ta chỉ nghĩ tới làm cái này sẽ hy vọng được cái này, thì cái đó mình nghĩ là nguyện, chứ không phải mình làm được cái việc đó rồi mình muốn có cái sự trao đổi, tức là với cái hành động này là để kiếp sau tôi được cái vậy, thì cái đó là cái sự trao đổi rồi, chứ không còn là nguyện nữa. À, nguyện là cái tác ý mình phải hướng dẫn với cái thiện pháp này đây nè, xin hãy nghĩa là nhân duyên để
trong cái thời gian nào thích hợp với chúng tôi để là có thể chấm dứt phiền não hay gì đó, thì cái đó mới là nguyện. Chứ còn mình tác ý mình muốn có được cái này, được có sự đổ trác thì không phải là nguyện đó. Rồi cái thứ hai nữa là cho người là sao, ví dụ như cho người người chết đó, thì mình gọi là hồi hướng, còn nếu mà cho người sống đó, thì mình gọi là chia phước. Ví dụ mình nói người sống nói, qua tôi mới đi làm phước này nọ, ông sùng có nghĩ tới chị là này kia, dùng để cho người ta quan hệ với cái việc thiện của mình làm này đó, là cái cho. Nhưng mà thường đó mình không biết cách cho mình là nên mình mới làm những chuyện trên trời đất là vậy đó, muốn được cái kết quả do cái sự làm cái công việc ngày hôm nay, tức là có sự trao đổi, thành ra cái đó là nó không có tốt. Còn cái thứ hai, nếu mình nói mình nguyện mình làm việc thiện rồi, mình không có cần nghĩ tới, nói đó là không có sách vở nào nói đó, nhưng mà trong hệ nguyên thủy đó, tại sao mình phải nghĩ tới? Bởi vì đó là một hình thức mình hành thiền, gọi là thiền niệm thí, thiền chỉ đó, tức là tối rảnh mình ngồi mình nghiệm lại cái điều mình đã làm. Hồi chiều mình làm như vậy, nhưng mà bây giờ tối mình nghĩ thêm thì mình sẽ giúp cho cái tâm thiện mình nó có năng lực thêm. Cái năng lực lúc làm nó khác, mà cái năng lực mình dùng cái quả đó để làm cho cái năng lực của định mình nó phát sanh. Cái từ từ thiện pháp thông thường nó có năng lực để đưa tới cái định, tức là mình gọi là niệm thí, tức là những hành động nào liên quan tới cái việc bố thí đó, chứ làm sao mình nói mình bỏ qua được. Mà khi mình bỏ qua lại như vậy thì tác ý ba thời bốn thời nó đâu có kết quả gì. Tác ý ba thời trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, và tác ý bốn thời trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm và sau khi làm, thời gian rất là lâu mà tự nhiên mình nhớ lại, thì nó cũng là cái tác ý giúp cho cái thiện pháp nó có năng lực như thường. Thì nếu mình nói mình không có nghĩ tới là đây trường cái tác ý một thời lúc cho thôi, sao phải không? Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã chỉ dạy cho con rất là cặn kẽ. Con kính tri ân Ngài. Ngài Nhật Quỳnh thấy bằng tay Nguyên Như rồi. Dạ, hôm nay Nguyên Như rất là giỏi. Dạ, Nhật Quỳnh định mời Nguyên Kinh mà bàn tay Nguyên Như đã đưa lên rồi. Dạ, cảm ơn Nguyên Như nha. Nam mô Bích Thầy giá, dạ con xin cảm ơn cô. Dạ bạch ngài, khi mà mình bước vào đạo thì mình phải cần những thầy giỏi và những bạn lành. Dạ bạch ngài, những cái lý do để trở thành một người thầy giỏi là gì? Và nếu mà mình cần tìm bạn lành thì những cái lý do để hội hợp đủ để là một người bạn lành của mình trên con đường đạo là gì? Dạ xin ngài trả lời cho tụi con những câu hỏi đó ạ. À. Con xin dâng bích thầy cho ngài ạ. À. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tôn nghệ, dạ kính thưa chư quý vị. Mình nhớ cái điều Đức Phật dạy cho ông sư đó. Nói là dạy cho ông sư nhưng mà thật sự là điều đó là hàng tỷ chúng nên nhìn theo để làm. Tức là ông sư khi mà mới vô tu đó phải ở tại tế độ 5 năm tối thiểu, cái đó là tối thiểu. Học rất nhiều chuyện. Chuyện đầu tiên là liên quan tới giới. Mà ông sư đó nó khác với bà sư. Bà sư thì chỉ học giới của mình thôi, nhưng ông sư thì phải học thêm cả giới của người nữ nữa, giới ông sư giới bà sư, rồi phải học thêm một số cái điều kiện mà liên quan tới pháp hành đó. Mà đã được dạy từ ngay lúc đầu chứ không phải không. Lúc đầu là gì? Đức Phật dạy bốn cái điều mà liên quan tới bốn điều việc nên làm mà bốn việc không nên làm, tức là liên quan tới giới luật đó. Cái thứ hai, Đức Phật dạy hành thiền là dạy cái gì? Kệ xả lô mà nó khả thanh ta tại chỗ đó, tức là dạy cái đó là thiền minh sát đàng hoàng, chứ không có phải là chuyện chơi. Nhưng mà thường mình nghĩ cái đó là thiền chỉ, không phải. Rồi cái thứ ba đó là học những cái chuyện mà liên quan tới cái sở hành của ông sư đối với cá nhân ông sư đó, đối với chúng tăng ở chung nhau và đối với xã hội bên ngoài. Thì bây giờ mình là người vô đạo Phật thì cũng vậy. Thì vô đạo Phật trước hết là mình phải học
một mớ liên quan tới cái chuyện mà mình để mình xin tự nguyện mình làm con của Đức Phật đó, gọi Phật tử đó, tức là phải học, phải biết một số cái từ ngữ về Pali rồi mình mới xin nguyện, mới mới xin thọ tam quyền của giới nó mới thành. Chứ còn nếu mà mình vô mình nói tiếng Việt không thì quý vị nó xin lại chứ sao thành được, bởi vì nó nhớ chuyện đó. À, phải nghe đầu tiên muốn thử thành cầu siêu nam của siêu nữ là phải nói tiếng Pali, chứ không phải không cần mình giỏi đâu. Ví dụ như quý vị nào ở Mỹ biết á, quý vị đâu có giỏi tiếng Mỹ hiểu gì xin vô dân Mỹ phải không? Nhưng mà nhất phải biết đầy đủ để người ta cho quý vị vô dân Mỹ được chưa, rồi từ đó, đó mà học thêm để cho giỏi. Chứ không ai vô dân Mỹ rồi cái nói tiếng Việt à, vô đó trời thần quyền của giới bằng tiếng Việt rồi, hay là xin nguyện vô người làm người Mỹ bằng tiếng Việt à, thấy không? Nên nhớ chuyện đó, bước đầu tiên là phải hiểu để làm cho nó đúng để mới trở thành người cần sinh nam cần sử giáo pháp này, rồi phải học những cái điều mà liên quan tới cái gọi là giới bổn cũng được, tức là bài kinh Thi Ca La Việt đó, bài kinh Sẵn Sĩ Há La Sùa đối với bạn bè cha mẹ là làm vợ như nào ấy như nào tùm lum đó, phải học những cái đó. Còn nếu mà không có rảnh mà học mấy cái đó đọc nhiều khi không hiểu, tại không có thể thì đọc quyển có mấy ngày ngày viết cư sĩ giới pháp đó, muốn làm gì vô đó, đó. Hoặc là lên chùa Diên Không xin mấy quyển sách về quy y Tam Bảo, tức là bước đầu của người trở thành cận sinh nam nữ của ngài hộ pháp đó, học như vậy đó để mình mới biết được, mới học như vậy chứ, chứ còn không là sao biết được đó. Thành ra ông sư phải ở với thầy tới độ 5 năm, mà nếu không học những cái điều kiện như vậy đó thì chắc chắn một điều là ông sư đó không được quyền rời thầy tới độ. Ăn chứ đừng nói tiếng nào đó, giới bổn mình không thuộc, giới của Tỳ Kheo Ni cũng thuộc. Tại sao ông sư phải học giới Tỳ Kheo Ni? Bởi vì có những cái giới đó Đức Phật không có cấm trực tiếp cho ông sư, mà cấm trong cái quyển giới bổn của Tỳ Kheo Ni á, nó luật của Tỳ Kheo Ni, nhưng mà ông sư làm là phạm, vẫn phạm giới như thường. Thành ra ông sư phải học cái hai, thứ nhất vào thời Đức Phật đó là ông sư phải có nhiệm vụ phải dạy luôn luôn cái Tỳ Kheo Ni thật, để biết để khi nào mình ta mời mình qua đó mình giảng pháp, giảng đạo pháp cho Tỳ Kheo Ni nghe, để mình biết cách để mình né tránh phạm giới như nào, chứ ra ngoài dễ đâu đó. À, phải học cái đó. Còn học về tạng kinh như thế nào thì quý vị sẽ coi mấy cái quyển, trong mấy quyển kinh tụng mà của Thái hay của Miến Điện nó có khoảng 100 bài kinh như vậy đó, trong kinh mà tụng hàng ngày đó, là một ngày có thể tụng 2-3 bài, tụng liên tục trong vòng tháng cái 100 bài kinh như vậy đó. Thì những cái bài kinh đó là liên quan tới dục học dục hành dành cho một cái ông tỳ kheo mới tu, nó gọi là Na Quá Cả đó, tăng tỳ kheo đó, nó học bao nhiêu đó rồi mới mới được gọi là người trưởng thành, tức là mới được rời ông sư, rời ông thầy tới độ, chứ đâu có dễ đâu. Thì cận siêu nam quyền nữ phải học một số vấn đề đó, là trong cư sĩ giới pháp coi rồi biết rồi, học cái đó rồi rồi mới được gọi là cái người mà có khả năng mà đứng trên hai chân mình. Chứ còn nếu mà nếu mà cái giờ lên nó xin thọ tam quy ngũ giới cái có nhiều cái chỗ mà cho cái bằng á, mà chúng tôi nói hoài đó, cái bằng đó đó đừng bao giờ mà dạy dỗ gặp Diêm Vương mà đưa cho ổng, đưa cho ổng nói vô chảo đi, khỏi khỏi khỏi, khỏi. Tôi không có đọc đâu đó thấy không, bởi vì tu làm như thứ thiệt có bằng này kim sùng mà tưởng gì tu bằng tiếng Việt nữa, làm sao đâu thành đâu đấy. Thành ra quý vị coi chừng đó, thành ra đó là những cái chuyện mà phải đó. Thằng chúng tôi nói là kê xả lô ma, tại sao gọi là pháp hành thiền minh sát? Khi mà hành thiền minh sát đó thì thường thường đó cái đề mục đó đó nó phải là chế định mà có thực tính pháp. Nên nhớ trong lời dạy Đức Phật đó, đa số là chế định, nhưng mà chế định nó có hai ba chuyện nó nói. Chế định không có thực tính pháp, chế định thứ hai là có một nửa thực tính pháp, và cái chế định thứ ba là 100% thực tính pháp. Mà thành ra khi mà nó kê xả vậy đó thì cái đó là một loại chế định có một nửa thực tính pháp và có cả 100% thực tính pháp. Chế định nếu mình nói là kê xả không á thì nó là chỉ là chế định không mà thôi,
Nhưng mà nếu mình đọc một cây sở thời gian sau đó thì nó xuất hiện một số cái trạng thái giống hạn như màu đen, màu đen ấy đó, hoặc là nhớt nhớt theo bài giảng bất tịnh rồi này kia xong đó, thì cái đó là chế định có một nửa thực tính pháp có thể dùng để hành thiền chỉ được. Nhưng mà khi mà quý vị niệm cây sở mà quý vị thấy nó trái cứng mềm đó thì biết đó là chất đất, là nhớ chuyện đó, đó là trạng thái của đất. Thành nó có ba chuyện đó, ra Đức Phật dạy cây sở lô ma cho chị tỳ kheo mới tu là ngài dạy thiền minh sát cho cái vị đó, mà thường chúng ta không có để ý mà thôi. Nam mô Bích Thà Giá. Nam mô Bích Thay giá, dạ con xin kính tri ân lời dạy của ngài. Dạ bạch ngài, như có một cái thắc mắc nữa bạch ngài, là ở trong Bát Chánh Đạo đó bạch ngài, hồi đó giờ thì tụi con học á thì cứ đọc giống như con vẹt, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì con nhớ hồi nhỏ con học á thì có nhiều vị lại dạy cho chúng con là nó phải đi là thứ nhất là phải chánh kiến, rồi chánh kiến mới có chánh tư duy, rồi mới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nhưng mà khi mà con sau này con lên thì con thấy những người Mỹ họ học cái Bát Chánh Đạo, họ không có học như là người Việt Nam mình, mà họ giống như cái bảng nó thành một cái vòng tròn chứ không phải là một đường thẳng, mà mình có thể bắt đầu từ đâu cũng được bạch ngài. Rồi lại con lại học được của thầy Kinh Milanda đó, là khi mà thầy dạy là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ, thì cái đó cũng có trong lời Phật dạy luôn. Như vậy thì Bát Chánh Đạo mình có thể đi từng khúc khác nhau tùy theo cái trình độ của người hành giả, phải không bạch ngài? Con xin ngài có thể giải thích cho đạo tràng rõ hơn về vấn đề này cho chúng con được biết ạ. Con xin dâng bích lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy giả kinh bạch chư tổ mẹ giả kinh đưa cho quý vị tám cái gì đó đó tùy theo chỗ hiệp thế khác mà siêu thế khác. Nếu mà tùy theo chỗ cái căn bản nhất theo tạng luật đó, thì dựa vào cái lời dạy của Đức Phật đối với tăng tỳ kheo đó thì ngài biểu hành những cái pháp mà ngài ngài nói đó để làm gì? À, thí sĩ lá chịch chia tà à thí à, không có à thí xỉ lá xỉ khả, cái thứ hai là à thí chia tà xỉ khả, và thứ ba là à thí bình nhã xỉ khả, tức là rõ ràng giới định tuệ. Nghe nói rõ ràng giới định tuệ đầu tiên tức là vô sư đồ hệ giới cái đó nghe, rồi hành cái thiền vừa định vừa chỉ quán là cây giả lâu mà này kim sườn đi lên. Thì bây giờ trong hiệp thế đó những cái pháp đó đó ba cái chi mà của giới nó không không có đi chung nhau bây giờ đó, nó nhớ trong phần hiệp thế ba cái chi đó không có đi chung. Khi nào mình có tác ý không giữ giới sát sanh thì nó đi được cái chi nào đó, mà không trong cấp chi nào đại khái rồi thì ba cái đó nó không bao giờ nó đi chung nhau cả, mà đi rời rạc thì theo. Còn năm cái kia đó, năm cái chi còn lại đó thì thông thường nó chỉ có bốn chi thôi trừ trí tuệ, nhưng lúc nào cũng có nó có bốn cái chi đó đi, bởi dùng cái tâm thiện ly trí thì vẫn có bốn bốn cái chi kia nhưng mà không có trí tuệ đó. Còn nếu mà trong hiệp thế mà cái tâm thiện hợp trí đó, thì mới có đủ năm chi trừ ba cái giới phận ra, đủ năm chi tức là hai chi về tệ và ba chi về định đó. Nhưng mà khi mà nó lên tới siêu thế đó thì nó đi chung cả tám chi, mà chung cả tám chi thì cái gì đi đầu là trí tuệ đi đầu. Tại sao? Bởi vì tám cái chi đó ở trên tâm siêu thế nó không có làm cái nhiệm vụ cái giống như thông thường mình hiểu, chỉ làm cái nhiệm vụ duy nhất là diệt phiền não mà thôi đó. Thì muốn diệt phiền não thì có cái anh mà cái đầu siêu đẳng nhất là anh trí tuệ. Nhớ chuyện đó. Đó cũng giống như đó, giống như bây giờ mình thí dụ vậy hiểu, có tám ông đi 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 kích đó, thì trong đó có ông sếp, thì trong lúc mà đi đó bắt đầu đi này kim sùm nó đi lộn xộn, nó không cần ai ngồi người có nhiệm vụ đấy ấy. Nhưng mà khi mà bắt được thằng địch mà nó xuất hiện mà nhào ra bắt đó thì mỗi thằng làm một cái nhiệm vụ mà nó phải làm chung một lượt,
Thì dĩ nhiên cái thằng mà lên tiếng mà điều khiển là thằng sếp đó, thằng sếp, thằng đầu, thằng lớn nhất trong 8 thằng đó. Thì trường hợp cái này cũng vậy, đi phía ở dưới thì khác, mà khi mà lên tới cái trên đó là nó làm việc khác, làm việc khác là do cái nhiệm vụ nó đổi đó. Quý vị nên hiểu cái tám cái gì đó là như vậy đó. Là nó quý vị muốn dễ ra quý hiểu, nhưng mà khi mà nó phát sanh, nó phải phát sanh như vậy. Nam mô cái thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con xin kính trình diện tri ân ngài ạ. Dạ con xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. Cô Nhật Quỳnh con có hỏi gì nữa không bạch cô? Dạ con xin cho mic lại cho cô ạ. Dạ sa thủ kính cảm ơn nguyên như. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ theo đồng hồ của Nhật Quỳnh thì chỉ còn có mấy phút nữa thôi. Quý vị có thể đặt một vài câu hỏi chót để ngài trả lời cho quý vị ạ. À. Bây giờ thì mời Quỳnh Kinh lên, chắc Quỳnh Kinh không có quan hỷ rồi, tại thời gian còn ngắn quá. Quỳnh Kinh thì có ý tưởng rất là nhiều. Quỳnh Kinh còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, cảm ơn Khoan Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, trong còn mấy phút nữa con cũng không thấy tín hiệu của Quỳnh Kinh mà cũng không thấy đạo tràng chết chát. Dạ, ngài cho con xin hỏi một câu. Dạ, con khi con đi qua Bồ Đề đạo tràng, con nghe một vị thầy giảng với Phật tử và quý sư cô. Thì con nghe được thì con không có hiểu. Thì con về hỏi ngài, nếu mà ngài thấy hợp tình hợp lý thì ngài trả lời cho con để con được hiểu, còn nếu không thì ngài cứ dạy con. Dạ con chấp nhận lời dạy của ngài. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con nghe một vị thầy giảng như thế này là quý vị lâu lâu quý vị phải xét đoán lại, quý vị coi quý vị tu có đúng hay không. Nếu quý vị tu đúng thì từ một cái nhà quý vị sẽ có 5 7 cái nhà, còn nếu quý vị tu sai thì từ 5 7 cái nhà còn 1 cái nhà hoặc là không còn nhà. Dạ bạch ngài, con không hiểu được tại sao mình tu đúng thì mình giàu lên như vậy, và mình tu sai thì mình nghèo như vậy. Dạ, cái này cái này có hợp lý không bạch ngài, và ngài chỉ dạy cho con về cái câu này, và cũng con mong ngài giải thích mình tu sao là đúng và tu sao là sai. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa quý vị, cái gì đó nói ngược. Mình tu đúng là mình còn nhà hoặc không, không còn, nhưng mà tu sai thì mới được nhiều nhà. Nhiều nhà với nhiều phiền não nó vậy, không tham nó nhiều. Còn mình tu đúng là mình phải buông hết. Buông ra. Chứ còn đấy, ví dụ như bây giờ mình mới tu, phiền não mình có đầy đủ. Nó tùy theo tính gì là chúng tôi chỉ tính có 7 thôi, phiền não có 7 thôi, nhưng mà tới cái tu lên cao thì nó đâu còn nữa. Chứ còn nếu mình tu phiền não nó càng ngày càng tăng thôi chắc chết sợ ấy được, phải không? Nó nói cái đó là nó không có đúng, đâu có đúng theo cái con đường tu. Ở ngoài thì có thể đúng, ngoài tức là mình gian ác càng nhiều thì nhiều khi có nhiều nhà, còn mình không có gian ác thì nhiều khi có một thôi. Nhưng mà ngược lại trong đạo thì không phải, trong đạo thì mình làm nhiều thì mình mất hết, mà làm ít thì nói chung vô nhiều mà thôi đó. Bởi vì mình đi tu mà mình không xả bỏ ra được thì làm sao mà tu được đó. Tu nghĩa là ly dục, năm có 5 chuyện mà mình phải bỏ, bỏ hết, bỏ từ từ bỏ hết chứ làm sao mà giữ. Không lẽ đi càng tu càng nhiều dục càng nhiều sân càng nhiều ấy chết thôi.
không? Thành ra nói càng tu được càng nhiều vậy là nói ngược, nhưng mà nói cho đúng thì phải giống như là mình hay nghe câu là nhất tu thì nhị tu gia ba tu chùa đó, nhưng mà không hiểu là sao ấy. Thật sự là tại sao nhất tu thị, bởi vì mình đi ra đó cơ hội giúp đỡ, cơ hội này nọ mới có, rồi gọi là tu hạnh bố thí. Nhị tu gia là sao? Ở nhà mình là bố là mẹ mình khó nhịn cái miệng mình lắm, cự nữ cái giữ với con cái, thành ra mình là tu cha gia, rồi ở nhà mình tu giữ giới, giới khẩu giới thân kia giữ giới là tu giới đó. Còn thứ ba nữa là tại sao tu chùa, tại vì khi nào mà cái giới mình nó đàng hoàng thì mình ta nên tìm được cái nơi an tịnh để mình hành thiền chỉ thiền quan sát. Nó đó là lý do tại sao mà mới tu thì ra chợ mà tu bậc trung thì về nhà, mà bậc cao thượng mới vô chùa lại như vậy. Nó dựa theo số cái nguyên tắc mà người ta đặt ra thì nấy, hoặc là như có những cái câu gì cứ nghe đó, kỳ nhông thì ông kỳ đà cha cắt cái hát ké thì mẹ kỳ nhông, thì nói vậy chứ nước mà nhức đầu bể bể trán vậy chứ làm sao hiểu cái đó là cái gì đó. Ngày xưa chúng tôi nhớ chúng tôi học với cái gì học tiếng Hán với giáo sư Lưu Khôn, giáo sư Lưu Khôn, giáo sư Lưu Khôn đó, thì ông đó dạy tiếng Hán thì chúng tôi đặt vấn đề, ông cũng không rành nhưng mà theo ý ông á, nói theo ông đó thì kỳ nhông thì không kỳ đà, là chỗ có kỳ nhông ở không có kỳ đà, kỳ đà thì xa cắt ké, kỳ đà nó xa cắt ké mà cắt ké thì lẹ hơn kỳ nhông. Ông nói để ông rồi nói cho đúng rồi, nói vậy đó, kỳ nhông thì không kỳ đà, kỳ đà thì xa cắt ké thì lẹ hơn kỳ nhông. Còn mình nói họ không biết mình nói vậy là vì vậy, suy nghĩ coi có đúng, mai mốt nói lại cho đúng. Có câu hỏi thì mai mốt tuần tới đi, bây giờ hết giờ rồi. Nam mô Thầy giả kinh bạch chư tôn hiện giả kinh thưa đạo tràng tất cả phước báo nào phát sanh cho sự pháp thoại ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để quý vị có cơ hội chấm dứt các ác pháp ngụ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sẵn Khai, Nam mô Rát Tình Tây Giá Xạ. Thấy con ngài cả trong room về hồi hướng làm gì đó, mời cả cả tụng kinh phúc chúc. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ sa thú con thành kính lãnh lễ tri ân ngài đã giải thích câu hỏi của con rất là sa thú. Nghe thì con biết là không đúng nhưng mà con không thể giải thích được, con tri ân ngài rất là nhiều. Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã tạo được ngày hôm nay đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng sám hối sau khi thuyết pháp ạ. Uất tam mang ghê na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tam mang buộc thể vô khá ly tổ đô sơ bụt thơ khả mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chư chân đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng thầm anh cha đức vi thăng và răng thầm mê vô khá ly tô đổ sô thầm ô khá tu tăng mà măng con đem hết là thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam mang ghê na quan đề hằng sanh khanh tha đu vi thập tam mang sanh khê vô khá ly tổ đô sô sanh khô kha ma tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng.
ca tội lỗi nào mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cuối xin Tăng Bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức Từ Bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thủ đành thay con kính nhân mít đến Ngài ạ. Sakato ambuddha ratanang o satang uttamang warang hitang deva manosa nang buddha teje na sotinam na sandu bandawa sampe dukkha upasamben tu te sakato dhamma ratanang o satang uttamang warang parila upasamanang dhamma teje na sotinam na sandu bandawa sambe phaya vu basamen tu te sakatwa sangkaratanang o satang o tamang warang ahu nay yang bahu nay yang sangkate che na so thi na na santu bhadda wa sabbe roga vu basamen tu te nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo. Xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất hạnh, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. Sabbe Buddha Balam Banta Bache Kanan Che Yang Balang Arahanta Nan Tate Che Narakang Phantha Misabbaso Sabbe Thammam Balam Banta Bache Kanan Che Yang Balang Arahanta Nan Tate Che Narakang Phantha Misabbaso Sabbe Sangkaham Balam Banta Bache Kanan Che Yang Balang Arahanta Nan Tate Che Narakang Phantha Mị sâm ba số xin chi thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin oai lực vô biên khi toàn giác, độc giác và tình văn tính chung. Hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni thụ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta tham ma đa ne na pha quan tu bu chi ta so thịnh ca rôn tê thác vi ha ra man đa lê tệ ra cha ma cha na qua ca cha phích kha vô sa ra mi ca đa na ba tê u ba sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sa ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tế cha a la bu cha a ye bu cha an da sam pha qua san se na cha ta a tha vô ba ba ti ca niệu gia ni căng thầm ma qua răng bất tích cha tê sa bê du bi du kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha phụ ca na sang go ho tu sa ma go qua a tha ya cha he ta ya cha am he ra ka tu sa tham mo sa be bi tham ma cha ri no vuot thing sam ba bu nay a ma tham ma di yap ba we di te ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự hiền hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thự ở nơi cao đề chúng con xin hồi hộp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu vượt hằng hạ xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiền nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông lõi không lường nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành
Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang. Bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tận hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân và phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này để thoát được mọi cảnh khổ, đi được an lạc lâu dài. Và con cũng thành kính dân quả phước này đến với cố thượng tọa Tuệ Lực, cầu mong sư hoan hỷ thọ nhận phần phước này để bổ túc ba la mật của sư thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Con cũng thành kính dân quả phước này đến với chư tôn đức, nhất là ngài Liễu Tông, ngài Trí Đức, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã đặt những câu hỏi cũng như hỗ trợ đạo tràng trong khi ngài Liễu Tông thuyết giảng. Nhật Quỳnh kính chúc quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Ý đăng quân nhân nếp banh ách. Cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân nếp banh ách sát bát cha dô hô tụ. Ý đăng quân nhân nếp banh ách sát bát cha dô hô tụ. Ý đăng quân nhân nếp banh ách sát bát cha dô hô tụ. Dạ, buổi học hôm nay đã kết thúc. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư công đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan tâm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin được xuống mic để trong ban điều hành chúng con để bài hạnh phúc kinh của chư tăng ở Mỹ đọc tụng. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ tạm biệt đạo tràng. Ayam bhagava sava tiyam viharati jetavane anata pindikasa arame atako anyatara devata abhikantaya ratiya abhikantavanna kevalaka pandetavanam om basetavaye na bhagavata.
te upasam kami upasam kami tua bhagavantam abhivade tua ekamantam apasi ekamantam titako sa devata bhagavantam abhivade ajabasi Bahu deva manusa ca mangalani acintayum akankamana sotanam bruhi mangalamuttamam asevana ca balanam panditanam ca sevana puja ca pujaneyanam Mangalamuttamam Vatirupade Savaso Chakumbe Chakatapanyata Antasamma Panidhi Chahetam Mangalamuttamam Bahusachan Chasipan Chavinayo Chasusikito Subhasita Chayava Chahetam Mangalamuttamam Mata pitu patanam putta darasa sangaho anakula cakamanta etam mangalamuttamam danan cadamma cariya janya takanan cangaho anavanjani kamani etam mangalamuttamam arati virati papamarja pana ca sanyamo appamado ca dhamme su etam mangalamuttamam garavo ca nivato ca santurti ca katanyuta kalena dhamma savanam etam mangalamuttamam kanti ca sovaca sata samana nadasanam kalena dhamma sakam ca etam mangalamuttamam ca brahmachariyam ca ariya sanjanadasanam nirvana sacchikiriya ca etam mangalamuttamam puttassa lokam Chittanya sanakam pati asokam virajam